Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Sáng hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh sáng hôm nay thì bài kinh về chiến tranh. Dạ, bài kinh về chiến tranh. Chúng ta biết rằng là vua A-xà-thế là con của vua Bình Sa Vương, mà Bình Sa Vương là Bimbisara là cha của vua A-xà-thế. Đó. Mà vua A-xà-thế thì có một cái quan hệ với vua Ba Tư Nặc ở chỗ nào? Có nghĩa là bà mẹ hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ của vua A-xà-thế. Bà biết bạn biết cái bắt máu là biết không sao đây bà là con gái của vua Ma Hà Cô Sa Lạ, mà vua này ấy, lại là cha của vua Ba Tư Nặc. Đó. Có quan hệ là lòng vòng vậy đó. Tức là chạy ra đó là bà này, nó tôi nói lòng vòng không hồi thì bà này đó là em gái của vua Ba Tư Nặc. Như vậy đó thì vua A-xà-thế kêu ông vua Ba Tư Nặc là cậu. Đó. Đó, đúng vậy đó, chỗ đó đó. Tức là vua A-xà-thế kêu ông vua Ba Tư Nặc là cậu ruột. Đó. Thì trong cái ngày mà bà Vi Đề Hy bà đi lấy chồng ấy, thì được vua cha ban cho một cái ngôi làng kia là làng Ca Sĩ Gàm ấy. Cái làng Ca Sĩ Gàm ấy. Chúng ta biết rằng đây là một cái ngôi làng rất là lớn và rất là trù phú, giàu có. Giàu có mà rất là trù phú. Thì bên nơi cái ngôi làng này được xem như là của hồi môn rồi đó. Tức là khi mà bà Quý Đi Hi bà đi lấy chồng á, thì được vua gia ban cái ngôi làng này để mà bà có một chút tài chánh, một chút thôi nha, một chút tài chánh để mà lo vấn đề hương liệu. Các vị nào ở đây có biết chút ít về ngưỡng độ, các vị mới thấy dễ sợ. Ngưỡng độ nó nổi về cái chuyện mà hương liệu đó, là các cái nước hoa, dầu thơm, rồi bột tắm của họ đó. Nếu mà dân thượng lưu đó, thì họ xài dễ sợ lắm. Các vị mà có biết chút ít về phim Ấn Độ và có đi Ấn Độ, đọc sách về Ấn Độ và có đi Ấn Độ thì các vị thấy họ cái tiền họ nghèo dữ lắm, nhưng mà họ sẵn sàng chi một phần không nhỏ trong cái thu nhập để mà mua hoa tươi, mua các cái loại nước hoa, mua các cái loại bột thơm để mà họ bôi, họ sức, rồi họ
giao tiếp với nhau. Ví dụ như bây giờ tôi đi, tôi là ngưỡng mộ các vị, cũng là ngưỡng mộ, và khi mà tôi đón, tôi welcome các vị đến chỗ của tôi thì tôi sẽ là dùng tới nhiều hoa tươi, rồi dùng nhiều cái bột thơm để tôi rắc, tôi rải lên người quý vị, vân 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 vân, nhiều lắm. Hôm nay quý vị coi phim, mấy cái phim mà documentary, mà phim tài liệu về ngưỡng độ đó, họ xài dữ lắm. Mà huống như ngày xưa mà trong giới thượng lưu mà cái tiêu pha, cái tiêu pha chi phí về mấy cái món mà hương liệu nó còn nhiều biết là bao nhiêu. Cái thu nhập của cái làng này mỗi năm nó lên tới hàng trăm ngàn tiền vàng, giàu lắm. Rồi khi mà vua A Xà Thế mà ông giết cha rồi đó, thì ít lâu sau, ở đây các vị biết hôm nay là ai làm MC, không có cho cái phần chú giải Pali hả, trong chú giải Pali có ghi rõ cái đó, trong chú giải Pali có ghi rõ cái chuyện đó là trong chú giải Pali có ghi thế này. Khi nó cà rì, cà rì nó nghe là vì sao mà họ đánh nhau. Nó là cô sẽ là đánh nhau, cái rác bình bí xa rác sắc thị trang bình tì nó. Trong cái ngày mà vua Maha cô sẽ là gã con hết, thì đinh năng rất cha năng ám rì sắp ta sắp tốt thà nô mô ca sinh mô nà mất thị trục tình mô. Trong cái ngày ông gã con thì ông cũng đã đem, đã đem cái ngôi làng tên là ca sĩ cà mát, ông trao tặng đứa con ngôi làng này đó, cái sắp tất hát xuất hà nội có lợi, nghĩa là cái thu nhập của nó một năm đấy nó lên tới hàng cả trăm ngàn đô la đó, thì nó lộn lộn cả trăm ngàn tiền vàng, cả trăm ngàn tiền vàng. À cha tôi sắp tôi ngạc chắc ít là đúng rồi mà đi tiền. Sau khi mà vua sẽ thấy giết cha ông rồi đó, thì ma ta tít xa ra nhô ví dô và sô kia nát cho nó xí ô ma ta, thì thời gian cách đó không bao lâu á, thì bà mẹ của ổng cũng vì ví dụ có sô kìm á, do cái buồn biệt ly, do cái buồn mà xa cách đối với chồng á, cho nên là bà cũng là qua đời. Thì tắt tô ra cho là xưa đó đi cuộc sống lúc bây giờ ông vua ba tư mặt các em mới suy nghĩ thế này. À cha đã sắp tới nam mà ta đã được rồi mà chúng ta bây giờ là cha mẹ của ta thế bị ông giết sạch thế này, thì may hơn với túi sân là cô gà mù cái nào của cha mình đó thì mình lấy về. Đã. Ngày xưa đó, ông bố mình ông định cho bà chị mình cái ngôi làng này để làm của hồi môn, mà bây giờ cái thằng cháu trời ơi của mình đó, nó giết chị của mình rồi, cái mà giết má của nó rồi, nó giết ba giết cha của nó, nhưng mà má nó cũng từ đó mà chết luôn, cho nên thôi bây giờ cái gì của cha mà mình lấy về. Còn riêng vì vua Xà Thế tôi nghĩ cái này đã. Cái đó là của má mình, ngày xưa ông ngoại cho má mình bây giờ ông cậu lấy lại cái đó không có được. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chỉ như đó là lý do mà hai cậu cháu đánh nhau. Tức là người cậu thì nghĩ rằng đứa cháu nó vô đạo, vô nghĩa, nó bất nghĩa. Nó vô đạo, nó bất nghĩa. Nó giết cha, giết mẹ của nó, dầu trực tiếp và gián tiếp. Nhưng mà nó đã như vậy rồi, bây giờ cái đầu của ông già mình thì mình lấy về. Bà chị mình chết rồi, nó không còn nữa thì mình lấy về. Còn đứa cháu thì nó lại nghĩ khác, nó nghĩ rằng dầu gì đi nữa thì cái đó là của ông ngoại cho má mình, mà giờ ông cậu lấy về thì là không được. Thế là hai mình đánh nhau. Chỉ vậy thôi. Thì chúng ta biết rằng là đây khi mấy câu chuyện đến tại Đức Phật thì Đức Phật này không phải như chúng ta hiểu lầm đâu nha. Chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là chúng ta có một cái hoan hỷ, có một cái bận tâm về vấn đề chiến tranh, rồi về chính trị, không phải. Mình nhân cái dịp này Đức Phật có một cái nhận xét để mà nhắc nhở chúng ta tu hành thôi. Nhắc nhở tu duy đang tu hành. Tại sao ba đêm Đức Phật có cái lời là tán thán vua Ba Xê Na Đí, tại sao? Là vì chúng ta biết rồi, nếu mà nói cho nó tới nơi tới chốn thì vua Ba Xê Na Đí này là một vị chính nhân quân tử. Nhiều lần và rất nhiều lần khi mà đánh nhau với, đánh nhau với đánh nhau với lại người cháu ruột của mình ấy, thua thì thôi mà hãy mà thắng ấy thì bao giờ cũng tha, bao giờ cũng tha. Mà vậy đó, mà người thêm nữa là ông là vị Bồ Tát, ông là vị Bồ Tát, cái cảm giác của người sẽ thành Phật sau này, ông có cái lòng bi mẫn đối với người khác,
kẹt thì nó ra tay rồi thôi, chứ ông không có phải là những người mà hiếu chiến hiếu sát thì không phải, chỉ vậy thôi. Thì đây là phần cái trạng thái mà nói là vua Ambedkar thì xa ra đó, ông là chính nhân quân tử, chính nhân Kalaya Samarkand người bạn bạn tốt, là người chính nhân quân tử của vua Ambedkar. Vua sẽ thế có lúc này nè, thì lúc này có lúc này nè, thì vua sẽ thế có vẻ là đến đây nè, thì vẫn chưa là một Phật tử, vẫn chưa là cái người tu hành. Người về sau này đó, chúng ta biết rồi, tức là sau này sau cái chuyện mà ông giết cha không bao lâu á, thì ông từ từ ông đi chùa nghe pháp, đi chùa nghe pháp và trở thành một người Phật tử hộ pháp rất là đắc lực. Và chúng ta biết rằng vua sẽ thế sau này đó, ông cũng sẽ trở thành một vị Phật tục giác. Chúng ta cũng biết thêm một chuyện nữa, có nghĩa là để trở thành một vị Phật độc giác ấy, thì phải tu Đa La Mật trong 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đó, ông Đề Đà Đạt Đa đó đã tu xong con số chẵn tức là 2 A Tăng Kỳ, còn vua A Xà Thế sau này á cũng thành Phật độc giác nhưng chỉ mới tu xong con số lẻ. Không biết ghi vậy, các vị nghe, các vị còn nghe không, các vị có nghe kịp không? Tức là muốn thành độc giác á, thì mình phải tu trong vòng 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà ông Đề Bà Đạt Đa đó thì ông tu xong cái chẳng rồi, ông tu xong 2 A Tăng Kỳ rồi, còn sót là 100.000 đại kiếp thôi. Còn qua giờ thế đó thì cũng muốn sau này cũng thành độc giác, nhưng mà bây giờ thì ông mới đi xong con số lẻ thôi, có nghĩa là ông mới có đi xong 100.000 thôi, còn 2 A Tăng Kỳ nữa, để còn 2 A Tăng Kỳ nữa mới thành Phật độc giác. Độc giác nghĩa là sao? Độc giác có nghĩa là tự mình chứng ngộ, không thầy nhưng cũng không thể làm thầy trai. Còn thinh văn ấy phải có thầy là Phật toàn giác nhưng cũng có thể làm thầy cho người khác chứng ngộ như mình. Đã. Còn toàn giác ấy thì không cần thầy nhưng lại cũng có thể làm thầy cho người khác. Sẵn ở đây mình học luôn mới có liên quan ha, sẵn ở đây mình học luôn mới có liên quan. Tức là thinh văn ấy thì phải có thầy nhưng mà cũng có thể làm thầy cho người khác, đắc đạo đắc quả như giống như mình vậy đó, nhưng mà phải có thầy, mình phải có thầy và mình cũng có thể làm thầy người khác. Thinh văn vừa làm thầy vừa làm trò được. Mình muốn làm thầy người ta thì thinh văn trước hết phải làm trò trước, trong một kiếp sống nó phải làm trò trước thì mới làm thầy cho người ta sao. Còn độc giác ấy, thì không cần thầy, tự mình là liền liễu ngộ nha, nhưng có một điều là không có làm thầy cha được hết, tự mình đắc thôi. Nhưng mà không làm thầy là sao, là không có thể giúp ai đắc quả thánh nhân giống như mình, nhưng mà có thể làm thầy mấy cái chuyện nhỏ nhỏ được, ví dụ như là có thể dạy người ta làm lành lắm dữ, rồi giải thích cho người ta hiểu mấy cái chuyện mà
miễn là chuyện gì cũng được hết, nhưng mà miễn là không có đây không có hướng dẫn người ta đắc đạo đắc quả thôi, chứ còn chuyện gì này cũng làm được hết. Nên nhớ cái khả năng hiểu biết của vị Phật độc giác ấy, nhiều hơn là sẽ là Phật. Nhưng có một điều là một phần là tâm nguyện, nhưng một phần đó là cái khả năng mà thấu suốt cái căn cơ của chúng sinh ấy, không bằng vị đẳng giác. Thứ ba nữa đó là trong suốt cái thời gian mà tu hành ba la mật, vị này không có giao duyên với ai và cũng không có ai giao duyên với ngài hết. Vì khi mà mình có cái ý mình đi mình đi một mình vậy, mình không có giao duyên với ai hết. Mà cái quan trọng đó là ngài không có được cái miếng hiểu biết về căn tánh của chúng sanh giống như Phật Tổng Giác nha. Còn cái Phật Thâm Tâm ấy, Bồ Tát cái vị Thánh Thâm Tâm tuy không cũng không hiểu biết, nhưng mà dùng cái cách, dùng cái kỹ thuật, dùng cái kinh nghiệm của vị chánh đẳng giác mà mình học được. Nhớ cái này, mà mình học được. Bởi vì các vị là đang nhớ được một chuyện, thuyết giảng chánh pháp nó có sẵn trong kinh mà tưởng cũng dễ, chứ các vị tưởng tượng ấy, không có kinh điển, thì cái chuyện mà mình thấy mình hiểu được làm sao mà trình bày được túi diệu đế 12 duyên khởi 12 xứ 18 giới không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện dễ đâu. Cái này người ta có sẵn rồi thì được. Các vị còn nhớ cái chuyện mà ông Khao Linh Bố, ông Christ Columbus, ông để cái trứng gà cho nó đứng, các vị còn nhớ chuyện đó không? Vì trong phim có biết chuyện đó không? Có nghĩa là có người đã làm trước cho mình coi rồi thì nó dễ, còn tự mình thì khó. Thì chúng ta trở lại về kinh. Rồi cái nội dung về kinh này, Đức Phật là dạy rằng thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau kẻ bạn nhìn thu nhớ hoài. Cái câu này cái địa đó trong cái Pháp Cú có câu đó, có nghĩa là khi mà mình thắng ấy, thì mình gieo cái thù oán, gieo cái sợ hãi cho người ta, còn là mình thua đó thì mình bị đau khổ, mình bị thất vọng, rồi sinh ra căm thù. Cái chiều sâu của bài kinh này nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ là hễ còn có mặt cái đền đời này là mình còn quẩn quanh trong cái vòng tương đối, cái vòng đối đãi. Ở đâu có vui thì đâu có khổ, ở đó có khổ, ở đâu có thắng thì ở đó phải có thua. Hôm nay ăn kiến ăn cá thì ngày mai ăn cá ăn người kiến đó. Và một điều nữa là không có một cái thành tựu nào, không có một cái chiến thắng vật chất nào ở trên đời này, không có một chiến thắng thế tục nào mà nó có thể ăn nó lại lâu bền đời kiếp với mình nha. Tôi mong nghĩ các vị là nên đừng có hiểu lầm tôi là tôi nói chính trị không phải, nhưng mà thì ở đây nó có liên hệ chánh pháp mà không thể không nói. Đó là không có một cái triều đại nào, không có một cái chính thể chính trị, không có chính thể, không có một cái chính phủ nào, không có một hệ thống chính trị nào mà nó tồn tại ngàn năm. Các vị nhớ là dùm đi, thiên thu còn không có thì nói gì là vạn tuế. Nhiều kiếp và nhiều kiếp Bồ Tát thấy cái chỗ này ngày mới chán, ngày chán, ngày thấy thứ nhất là con người mình ấy, dù mình có là một vị đại đế đi nữa thì mình có, dù mình có cai trị cả một cái đất này đi nữa thì mình sống được bao lâu so với cái thành tựu chính trị của mình, thì mình lại mình thấy như Mông Tàu nè, có Lưu Quang nè, Lưu Quang là thái tổ của nhà Hán nè, rồi có Tần Thủy Hoàng nè, rồi có Triệu Hưng Dẫn của nhà Tống nè, có Chu Nguyên Dương của nhà Nguyên nè, Chu Nguyên Dương của nhà Minh nè, rồi Hốt Tất Liệt của nhà Minh nè, của nhà Nguyên nè, rồi Hoàng Thái Cực của nhà Thanh nè, rồi sau đó là tới ai, tới Tôn Dịch Tiên nè, rồi Mao Trạch Đông, rồi Đặng Tiểu Bình, rồi mình thấy có ông nào mà đời đời kiếp kiếp đâu, rồi cũng thời gian không phải đi xuống đâu, xuống bằng cách là bị lật đổ cũng có, bị giết cũng có, hoặc là tự nhiên nó già nó lăn đùng nó chết cũng có. Coi như là mình bỏ công ra mình gây dựng một cái đất nước, kể cả mình là vị minh quân như nữa thì sao, thì mình lăn đùng nên mình chết thì đất nước nó về tay của người khác, người khác đây có thể là con của mình
À, bất tài vô dụng như Lương Thiện con của Lưu Bị, Lưu Bị gây dựng cả đời với sự hợp sức của ai, của Vũ Hộ Tướng, rồi của Khổng Minh, rồi sau đó là Cương Duy, rồi sau đó giao tất cả vô tay một cái thằng bất tài. Ngay cả cái chùa miếu cũng vậy, mình là một vị trụ trì có tài, mình bỏ ra cả đời mình lãng quên pháp học pháp hành để mình làm cái chùa, ví dụ như vậy. Tưởng sao mình tới mình lăn cái đùng ra mình chết, mình giao cái chùa cho đệ tử, tưởng nó có xứng đáng đó hay không, là nó hưởng thôi. Không pháp học, không pháp hành, không giới, không thiền định, không gì hết thì họ có chịu nổi không hả? Ủa mà nó hưởng, mình ngồi nghĩ nó cũng nản, nhưng mình cách cái chùa bị tổ sư giống như mình, cái chùa bị vĩnh nghiêm xá lợi ấn quang bái đính minh bình đấy, chùa hương ấy, cái nó to lên nhé, rồi tới ba ra mình sống được bao lâu hả? Trong khi mình không để là một cái thế hệ tăng tài, không để là những công trình biên cảo nghiên cứu gì đó, mà cứ ngồi công sống cống sườn chống mong tới cái chùa tới là lăn đùng ra chết, thì cái kẻ kế rồi nó chẳng ra cái giống hồn gì hết. Phật giáo không nhờ cậy, chúng sanh không nhờ cậy, còn bản thân mình mang tiếng nữa. Cho nên là nghĩ đó rồi là nản, mình chỉ để tôi giống gì hết. Bồ Tát nhiều lần mình thấy cái đó là thấy để là cái gì mà nó lâu bền đó, chứ còn nó tào lao trong tướng thì nó lâu. Nó lâu. Mình thấy hồi xưa công Việt Nam mình có ba cái chùa Kỳ Quan, có ai biết chùa Kỳ Quan, Kỳ Quan một, Kỳ Quan hai, Kỳ Quan ba hả? Các cửa đã chứ phải chùa ba cái đó mà để lại ba cuốn sách đó, hôm nay mình còn hưởng nhờ. Còn ba cái chùa đó giờ tôi chẳng được cái gì từ ba cái chùa đó hết. Tôi biết tôi nói là nhiều người sẽ cười thầm, nó sẽ muốn cái gì ở ba con chùa đó, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng nếu mà để lại ba, chẳng hạn như cái thẩm công viện chúng chỉ là sống vô trách nhiệm luôn luôn, nhưng mà nó là cái nguyện ý thức mới của văn nghệ và triết học tổng ít ra nó để lại cho đời cái này kia, nhiều người không có quên biết ổng, người ta cũng được ân chim lệ lạc. Còn trong khi đó là tôi thấy ba cái chùa Kỳ Quan tôi không có dám nói nhiều, nhưng mà đại khái tôi thấy hình như cái tác dụng nó hơi ít. Thì cái nội dung mà kinh mình mới nói rằng cái sự thắng thua thành bại ở đời đó là cái lẽ thường tình, cái điều quan trọng nhất đó là sự chiến thắng chính mình ghê, chứ không có sự chiến thắng sự thành tựu bên ngoài á thì nó chỉ là một cái trò cười dâu biển, trò cười dâu bể, nó là một cái tấn tượng phù du ảo hóa. Cái đó mắt đó mà kẻ thắng thì gieo thù vô quá cho người ta, mà kẻ thua thì tự chuốc cái đau khổ sầu hận một đời. Cho nên cái quan trọng nhất trở về cái đời sống tâm linh, trở về cái suối nguồn phi diệu của chánh pháp, để mà sống ở trong cái hào quang của Đức Phật, cái hào quang của từ bi, của trí tuệ, thì chắc ăn hơn, chỉ vậy thôi. Bây giờ là chúng ta bước qua cái bài kinh số 2 nhé, bài kinh số 2, bài kinh số 2. Bài kinh số 2 thì cũng y chang như bài kinh số 1 nhé, có nghĩa là cũng hai bên đánh nhau. Thì cuối cùng đến tại Đức Phật đó thì ngài cũng có một câu nói giống y chang như vậy, vì nghĩ đến tư lợi nên mới cướp hại người, khi người khác cướp hại đó bị hại lại hại người, ăn kiến ăn cá ăn kiến, hại qua hại lại như lại như vậy đó. Người ngu nghĩ như vậy khi ác trên chính người, nghĩa là khi mà mình chưa mình là mình làm như bậy bạ đó thì mình khó mình ngờ được là cái quả báo nó đánh như vậy đó, là tới hồi mà nó quả nó trổ mà nó biết mùi. Hôm nay mình giết người ta, hôm nay mốt bị người ta giết lại, bữa nay mình thắng người ta, mai mốt lại thắng lại, bữa nay mình làm gì đó cho người ta khổ, mai mốt bị người ta làm khổ lại. Và chúng ta cũng biết thêm chuyện nữa, đó là cái quả báo tuần hoàn nó lúc nào nó cũng là nhiều hơn những nhân cái tên. Ví dụ như mình thấy Angolin ngày nhà tỳ kheo Angolin mà đó, Angolin mà đó, đó Angolin mà đó, cái vị này đó là cái vị mà coi như là trước khi đi tu đó là coi như là giết người để mà lấy cái lóng tai mà xỏ làm chuỗi đeo đó, giết tất cả là non 1.000 người, tức là 950 người. Rồi sau đó đi tu các A-la-hán xong. Thì trong kinh nói đó, vị này nên là tuy là có lúc nói xuất gia nó tuy bị người ta coi như là hành hung đạp đãi dữ lắm, người ta thù á, thù để giết như người nhà của người ta đó, nhưng mà trong suốt cái thời gian đó đó là bị ai đánh đánh ai chửi thì chửi, nhưng mà đặc biệt là nghề đó không có gặp khó khăn về vấn đề khất thực. Trong kinh còn nghe không?
Tới nữa là tuy là bị đánh bị chửi mỗi ngày đó, nhưng mà ngày không có bị khó khăn về vấn đề thực phẩm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ai chửi thì chửi, mà ai cúng dường thì cứ là cúng dường. Thực phẩm mỗi ngày rất là dồi dào, rất là đầy đủ, đủ rất là phong phú, đủ thứ đủ loại hết. Thì Đức Phật đã cho chúng ta biết đó là thời xưa đó, cái vị này á, trong đời Phật Ca Diếp cũng là một vị tỳ kheo. Phật Ca Diếp là một vị Phật quá khứ trước cái Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Thì khi mà ngài là vị tỳ kheo, mỗi ngày 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 đi bát rồi ngày ăn rồi còn dư giúp đỉnh đó, ngày kiếm cái chỗ nào nó khô ráo sạch sẽ đó, ngày mới là đổ ra cái phần dư đó cho mấy con gì đó ăn thì nó ăn. Mà chỉ vì một chút cái lòng lành đó thôi mà đời đời kiếp kiếp sinh ra đó là không có thiếu đồ ăn đó. Cho nên cái quả nhỏ mà nó cho cái nguyên nhân nhỏ mà nó cho quả lớn ở chỗ đó đó, là mỗi ngày chỉ bỏ chút ít là dư thừa thôi, mà với cái lòng tốt nghĩa là rồi coi ngộ năng được đen. Chỉ vậy đó mà từ sau cái kiếp thì kheo đó cho đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni mình á, thì kheo Lima đó sinh ra kiếp nào cũng là được phong phú đầy đủ thức ăn không thiếu. Đặc biệt như vậy, và có những cái nghiệp đó mình tưởng nó nhỏ nhưng mà khi mà nó cho cái quả thì nó lớn kinh khủng lắm nha. Thí dụ như ngày như một vị tỳ kheo thời Đức Phật ấy, là bị người ta tưởng lầm là tội là trọng phạm của triều đình, cho nên người ta mới bắt. Hồi xưa đâu có cái màn điều tra mà DNA rồi đâu có dấu tay rồi gì đâu, hồi xưa là cứ nhân chứng thôi, nhân chứng vật chứng là cái kiểu mà thô sơ đại khái, họ thấy mình cái mặt giống giống với người kia vậy rồi họ bắt. Họ bắt về thì họ mới lấy họ dùng cái hình dạng đó là lấy cái cây lau nhọn đó, họ mới chọt mình từ bên dưới đó, mình trổ lên trên để cái họ coi mình giống như con ếch vậy đó, nó chọt từ dưới hậu môn mình trổ lên trên lên cái óc luôn. Thì trong lúc đó, lúc mà bị đang tình trạng như vậy thì Đức Phật là xuất hiện, ngài biết cái nghiệp đó tới rồi cho nên ngài xuất hiện, ngài thuyết giảng cho vị này. Vì này mới hành, mới dùng cái lời giảng đó để mà hành trì cái tứ niệm xứ và đắc quả a la hán, nó là niết bàn ở trên cái mũi giáo đó luôn nha. Thì chư tăng mới về mới hỏi Đức Phật, cái bạch tôi có bị tỳ kheo chết đau đớn như vậy là biết bây giờ đi đâu. Thì Đức Phật mới nói rằng có vị đó đã niết bàn rồi, đã là vị a la hán trước khi mất, trước khi tắt thở đó là vị a la hán rồi. Thì chư tăng mới hỏi Đức Phật, vậy chứ một vị a la hán như vậy cũng tu hành cũng như huấn thâm hậu như vậy mà tại sao chết thảm như vậy? Thì Đức Phật này dạy rằng là thời xưa đó là trong một cái kiếp sống quá khứ, vị tỳ kheo này từng là một đứa trẻ có cái trò chơi nghịch ngợm là lấy cái que đấy, cái mình hiểu nhầm ngữ ngầm này giống như cái tâm sở răng vậy đó, chọt vô cái bụng của con rùi để mà chơi, chọt vô cái bụng của con rùi đó, bắt được con rùi rồi lấy cái tâm sở răng nó chọt vô người đó để mà chơi. Ngày xưa mình giết đó là con rùi, bây giờ tới khi mà cái quả nó trổ là nhầm lúc mình là một con người, nhầm mấy kiếp mình gặp được Phật vậy mà mình cũng phải là chết như vậy cũng ổn hết. Nhiều khi bây giờ mình đập rùi đập mũi đó là tụi nó là lúc nó chết, bây giờ là tụi nó đang rùi đập mũi, nhưng mà mai này cái quả nó trổ mình biết nó trổ lúc mình đang làm cái gì. Thì giống như mình mới là một vị hoa hậu mới vừa được trúng giải hoa hậu, hay là mới vừa là một vị tổng thống mới vừa nhậm chức, hay là một vị linh mục mới vừa được thụ phong, mà một vị lâu giáo hoàng mới vừa được tấn phong, mình mới vừa vừa là một ông tổng thư ký liên quốc mới vừa đắc cử, ai biết đâu. Rồi bây giờ tự nhiên nên chết thẳng xẹt vậy đó, mà đôi khi cái quả đó nhiều khi nó là nó đi ra tượng trong nhỏ xíu thôi, nhớ cái đó cho mình lặng sống nữa, mình nhớ mình sợ. Tôi nói với các vị mình nhớ không, tôi nói thiệt, tôi là thầy chùa ha, mà tôi có hai cái. Một á, là tôi không có sợ luân hồi, tôi không sợ luân hồi, tôi mê đời lắm, tôi ham chơi lắm, mà sở dĩ mà tôi sợ luân hồi tôi sợ có con cái thôi. Cái chuyện mà đi xe lăn lóc hết cõi này qua cõi kia tôi không có sợ. Bởi vì trong kinh nói cái bậc là đại hiền trí thì dầu sanh ra cõi cõi nào đi nữa thì hãy còn luân hồi là bị đó là chán. Nhưng mà riêng tôi thì không, chỉ cần mình đừng có tỏ đại 100% đừng có đọa đó ha, thì tôi không có nước bàn đâu, tôi không có cầu mong chứng quả đâu, miễn là đừng mà chắc ăn đừng có đọa đi.
Phải vậy, cũng như tôi đầu về thì chắc chắn không có đạo, nhưng mà cũng không có lưu ngồi lâu. Trong dần nếu mà cử dụng cái thì trong dần có 7 kiếp là phải đến tàn thôi. Bởi vì với một cái người mà đã là diệt trừ thân kiếm rồi đó, thì người nó không còn cái khả năng mà đam mê cuộc đời là cái kiểu mà sâu sắc như vướng như là người phàm nữa. Khổ vậy đó. Chỉ cần tu được rồi thì không còn có khả năng sa đọa rồi đó. Nhưng mà khi mà người không có khả năng sa đọa thì cũng có nghĩa là người này không còn cái khả năng sanh tử lâu ngày nữa. Chỉ cần thiệt ra nó nếu mà quả thật nữa, có một cái lựa chọn đó là làm một vị tu đầu quần là không có phải niết bàn, dĩ nhiên cũng không có sa đọa, đó là tôi không có niết bàn đâu. Vậy nhưng mà đây tôi ớt với cái là không có một cái cuộc luân hồi nào mà không có sa đọa, đó là lý do mà tôi sợ sa đọa thì mà sợ khổ đó, cho nên nó ớt nó cầu niết bàn cái lúc đó thì tôi không có sợ luân hồi nè. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi biết tôi giống như nhiều người, cái lòng từ bi của tôi không có đủ để mà chan hòa cho tất cả chúng sinh. Các bạn biết tôi rất là hiếu sát, tôi hiếu sát lắm, tôi rất là hiếu sát. Nhưng mà tôi sợ cái lòng, tôi hiếu sát đây không phải là vì tôi có, tôi nhưng mà có một chuyện đó là không phải là vì tôi có lòng từ mà tôi không sát sanh, mà vì tôi sợ, phải nói tôi sợ. Thế nhưng như bây giờ mình một cái ly nước nóng, nghe. Tôi biết nhiều người nghĩ là tôi đang đi lại bờ nhưng mà không, nó đang cái nội dung nó đang nằm trong bài kệ cuối cùng. Tức là mình hôm nay ta giết người, mai ghi người giết lại là vậy đó. Thì một cái ly nước sôi mình tráng ly thì mình tạt ẩu đó. Mình biết có trúng con gì hay không hả? Rồi mà biết bao nhiêu con trùng có thể chết vì cái ly nước sôi đó của mình. Mà hôm nay tụi nó chết là tụi nó là cái thứ côn trùng không có đáng gì hết. Nhưng mà tất nhiên mình mai này mà cái quả nó trổ đó, thì nãy tôi nói rồi, nhiều lúc mình mới là một vị vua vừa lên ngôi, một vị hoa hậu mới vừa được đoạt giải hả, một vị giáo hoàng mới vừa được tấn phong được ăn đùng cho mình chết, chết mà chết thì nước sâu nó không có đáng hả. Mà nó có cái nồi đậy nữa nè, khi mà mình tạo nghiệp bất thiện như vậy thế nào mình phải có lúc mình hưởng quả xấu. Mà quả xấu đó cho nên là trên trời ông rớt xuống rồi như là một cái hiện tượng thiên nhiên cũng đã. Mà đằng này đó nhiều khi là do mình tạo quả xấu nó khiến cho người khác họ gặp cái mặt mình á, họ muốn ra tay. À, thì như bây giờ tôi chửi các vị đi, tôi đặng lời với các vị, thì nay này đời sau kiến thức tôi xem ra được người khác họ gặp mặt được họ muốn chửi rồi. Mà như vậy vô tình tôi đã gieo thêm cái quả, cái nhân xấu cho người khác. Cho nên một người mà làm ác là coi như cái người này đã tạo ra một cái chuỗi bất thiện dài thăm thẳm không có điểm dừng cho mình và cho người khác. Mình chửi người ta mong muốn người ta chửi mình được cái mình phản ứng, dĩ nhiên mình phản ứng là chửi chứ ở người nữa hả, mình phản ứng như là mình gieo nhân mới. Và cái người nào mà gặp mình họ muốn chửi là coi như họ cũng mang gieo cái nhân mới. Mà cứ truyền nên như vậy nghĩ cái đó mình nghe. Cho nên tôi không sát sanh không phải là vì tôi có lòng đại bi, cũng có một ít, trong một ít trường hợp thì như tôi nghĩ rằng một trong tâm đó khi mà mình giết như vậy đó, là nhiều khi mình đã tạo ra những cái sự phân ly sai cách của cho chúng sinh mà mình không biết. Một con chim, một con cá lẽ ra đó, nó có được gặp mẹ, nó gặp cha, nó được gặp con đó, nhưng mà do mình sắc xanh thì mình đã tạo ra cái sự phân ly. Cho nên trong những quả xấu của cái giới sắc xanh là đời sau ngoài cái chuyện xa đọa đó, chúng ta là người nó bệnh tật tiểu thọ, rồi sao nữa, thường xuyên gặp cảnh sanh ly tử biệt là vậy đó. Nghe nói về cái sắc sanh nó quan trọng, thường xuyên gặp cảnh sanh ly tử biệt. Tôi biết có nhiều chuyện, có những đứa bé 5 tuổi 3 tuổi là phải xa mẹ xa cha, là vì sao? Một là cha mẹ ly dị ly thân, 2 là bị mồ côi, 3 là do hoàn cảnh, do cái đòi hỏi của công việc khiến cho không thể gần cha mẹ phải đem giao mình cho bà ngoại, cho bà nội, cho cô gì chú bác cũng phải nội dưỡng cô sóc. Từ nhỏ là đã xa cha xa mẹ rồi, rồi lớn lên đi lấy chồng lấy vợ, rồi do làm ăn xa xứ hoặc do chính biến của quốc gia quốc sự rồi cũng bỏ xứ ra đi biển biệt thì trong đó người đúng không? Cho nên có nhiều người đó là cả đời đó, từ nhỏ là đã nhớ thương và lớn lên thì cũng thương nhớ, lìa sai người thân, lìa sai cái nơi chốn mình thương yêu triều mến nhà em. Thì đó cũng là cái nghiệp sanh ly tử biệt. Mà còn có người mà tôi được biết đó thì không,
từ nhỏ cho đến già đó, không biết thế nào là sanh ly tử biệt. Cứ cái lúc mà họ biết thế nào là tan chế trong nhà đó, lúc mà họ đang đầu hai thứ tóc, cái khổ đó đừng nói nó ít rồi, nó ít lắm. Cả đời tôi biết có nhiều người, tôi biết được nhiều người họ may mắn như vậy. Ở bên châu Âu này tôi không nói rõ nha, tôi biết có một cái cặp vợ chồng quen nhau hồi còn nhỏ chung một làng, rồi sau đó đi học chung một trường tiểu học, rồi trường trung học, rồi sau đó họ đi vượt biên chung một chuyến tàu, mà ngẫu nhiên thôi, chung một chuyến tàu, rồi qua trại tị nạn cũng ngẫu nhiên họ ở chung với nhau, rồi sau đó họ đi về một cái xứ ở châu Âu này, họ lấy nhau, họ sinh con, và hiện giờ họ vẫn chưa có trả. Và họ có nói từ một câu thế này: tụi con yêu nhau nhưng tụi con chưa hề nhớ nhau, là bởi vì tụi con có xa nhau bao giờ đâu. Tôi nghe bằng mắt ham, tôi nghe bằng mắt ham, tôi đâu có gia đình nhưng mà tôi cũng biết thế nào là nhớ chứ. Cái cảm giác nó dễ sợ lắm, dễ sợ lắm nha. Vậy mà họ không bị nữa đó. Có người 70 tuổi mà vẫn còn mẹ để mà gọi má ơi, phước chứ nha, phước. Là do là sao? Cái đó là cái phước không có tạo cái nhân sanh ly tử biệt nha. Cho nên giết người sẽ bị người giết, mình làm cho người ta xa cách thì mình cũng sẽ bị cách xa. Ok, cho nên sống ở đời có thắng có thua, có vui thì có buồn, có giết thì có bị giết. Chỉ vậy thôi. Rồi xong, bài kinh tiếp theo là bài kinh người con gái. Ok, bài kinh người con gái là bài kinh nói về nữ quyền nhé, nói về nữ quyền, tức là vua Ba Sê đã đi một hôm vào hầu Phật nghe pháp, thì lúc đó ở trong cung họ mới cho người đi ra báo tin nè, trong cung là báo tin cho biết là cái kinh này nội dung cũng đơn giản, bà con tự hiểu nha, tôi chỉ nói sơ thôi. Báo tin cho biết là hoàng hậu của vua đó mới vừa sinh được công chúa, thì vua nghe vua có vui bởi vì các vị biết mà nhà giàu chứ không cần là vua nha, chỉ cần nhà giàu thôi nha, thì ai cũng muốn tài sản của mình ấy nó được kế thừa. Bởi con trai chứ còn con gái đó là con của người khác, chính người Tàu người Ấn hồi xưa cũng đồng ý với nhau điểm này: nhất nam là viết hữu, là thập nữ là viết vô, sinh ra một đứa con trai cũng kể là có, mà đã đang chục đứa con gái cũng kể là không. Mai này đó nó đi về nó làm dâu nhà người ta, nó sinh con của nó mang họ khác nhé, rồi chưa kể đó là cái khả năng mà quán xuyến câu sóc thừa kế tài sản của đàn bà đó, tệ đó. Đàn bà ai làm sẵn cho em rồi, ok, người ta có nói thế này: đàn ông, người đàn ông thành công làm sao? Người đàn ông thành công là cái người mà có khả năng làm ra số tiền nhiều hơn là cái nhu cầu của vợ mình xài. Còn cái thành công của đàn bà làm sao là tìm ra được cái thằng cha đàn ông đó, cái biết nghe kịp không? Mà mình nghe cái câu dân ngôn là mình thấy là nữ là nó như thế nào. Đàn ông là người có khả năng, là đàn ông thành công á, người đàn ông thành công là người có thể tạo ra cái số tiền lớn hơn là cái nhu cầu tiêu xài của vợ. Và cái thành công của đàn bà đó là tự là moi cho ra được cái thằng đàn ông đó để lấy làm chồng. Và người ta nói lấy đàn bà thử đàn, lấy vàng thử đàn bà, mà lấy đàn bà thử đàn ông. Thì dĩ nhiên tôi không có kỳ thị người nữ, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng từ ngày xưa đó người ta đã nghĩ rằng người đàn bà đó là chỉ hầu hết giỏi đó là nội trợ nội tướng, đó là giỏi. Còn hãy muốn mà không có được cái này đó, gần bà mới ngồi hưởng. Và tôi còn biết gì còn động trời nó nên thị sĩ này, có cái chị đó chị giỏi lắm, học hành giỏi, mà khi cái mua nhà đó chị có rủ tôi đi đi chung với người nhà chị, hai cái nhà nó y chang như nhau vậy đó, mà chỉ chọn cái nhà A chứ không chọn nhà B, y chang như nhau về vị trí về giá cả, mà tại sao ta lựa cái nhà A mà lấy nhà B? Tôi nghe bà trả lời mà tôi ngon hết, tôi nghe bà trả lời là tôi lập tức tôi nhớ tôi vui ta xin anh ấy liền.
Tôi hỏi tại sao mỗi miếng đất, cái nhà kia nó có đất rộng mà giá nó bằng nhà này, mà vị trí nó y chang, nó có cái view, nó có cái tầm nhìn đẹp quá, mà tại sao mà chị lấy cái nhà bên đây nó có đất, mà nó còn sợ cắt cỏ, rồi mình chăm sóc nó nổi, nó mệt lắm. Có nghĩa là bà thích cái gì gọn gọn nhỏ nhỏ, nó nằm trong cái khả năng mà chăm sóc của bà thôi. Trong cái đàn ông hơn ra với người khác cứ nhiều đi, chẳng hạn mình đi làm thôi một chút thì thuê mới cắt cỏ làm cái gì mà giữ gì, cái nhà nó có thuê mất mới dễ bán chứ. Nhưng mà không, cái tầm nhìn của họ nó như vậy đó, họ thích cái gì nhỏ nhỏ gọn gọn dễ chăm sóc. Thì các bạn thử tưởng tượng, nếu mà mình để làm cái gia tài mà đất đai bạc ngàn như tay con gái thì coi nó làm sao, nó cũng sẽ bán mắt bán rẻ. Mà chưa kể mà mai cái chuyện mà cái này tôi nói các bạn đừng có buồn nha. Một người đồng, một người buồn, một cái ông chính khách, một ông chính trị gia đó hoàn toàn có thể là si, một người si tình. Nhưng mà cái chuyện mà ổng mê gái là một một đàn, nhưng mà ổng làm việc đó là một nẻo, cái chuyện đó tôi tin. Nhưng mà đối với người nữ là khác, người nữ rất khó mà không có đem cái tình cảm chen vào công việc. Một khi mà họ đã bị cái tình cảm nó chi phối rồi đó thì họ rất dễ, họ chỉ có thể thành công trong chính trị khi nào họ là một người đàn bà, phải nói là lạnh lùng ấy, máu lạnh ấy, thì mang ra. Chứ là một người đàn bà bình thường ấy, một người đàn bà bình thường tâm sinh lý bình thường thì phải nói rất là khó, rất là khó mà tách rời công việc sự nghiệp ra khỏi tình cảm rất là khó. Trong người đàn ông thì chỉ nói rất là dễ, ok mình thích người ta, mình thương người ta, rồi mình để tôi đắp cái nhà vàng cho em ở, tôi mua gạch, mua vàng đúc gạch cho em ở, em ở mua nó đi, rồi ngồi yên đó nha, để tôi làm việc rồi tôi về tôi hầu. Nhưng mà lúc làm việc là không được lén phén ha, nhưng mà nữ thì không, rất là khó, nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm những cái problem của người nữ. Cho nên nó từ xưa nó mới có cái truyền thống là trọng nam khinh nữ. Thế là ông vua Ba Sư nó biến cũng bị lọt vô trong cái đó đấy, ông cũng lọt vô trong cái đám đông đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nhìn thấy cái thái độ của ông, ngài mới nói một câu mà tôi nghĩ không thể tuyệt vời hơn. Ngài nói làm sao các vị đọc rồi, ngài nói cái ý của ngài là tại sao lại coi thường người nữ, trong khi họ có thể sinh ra những người con ngon lành và song thân, thỉnh thoảng họ cũng có thể là những người vợ ngon lành. Nhưng cái chuyện họ là người vợ ngon lành đó thì nó không quan trọng, một cái quan trọng ở chỗ là tất cả những anh hùng hào kiệt hiền thánh quân tử trong đời này đều do đàn bà sinh ra, phải nói như vậy, đều do đàn bà sinh ra, chỉ trừ ra chư thiên thôi. Chư thiên phạm thiên là không có cần tới cái chuyện mà bà mẹ sinh ra mình à. Chứ còn mà nhân loại đó thì tất cả hiền thánh, tất cả quân tử anh hùng à, đều do đàn bà sinh ra. Cho nên mình cũng phải dành cho họ một chút vị trí như là một lời, một cái thái độ tri ân, chỉ vậy thôi à, chỉ vậy thôi. Dù gì họ cũng là cái hộp để đựng cái iPhone 6 nha. Thì mẹ mình quý cái iPhone 6 thì là mai mình cũng phải tôn trọng cái hộp một chút nha. Chỉ vậy thôi. Cho nên đó là đại kinh mình như vậy đó, đại kinh mình có hiểu nghĩa rất là sâu. Một là sống là mọi người văn minh, là mọi người đã biết tôn trọng mọi người, giờ đó là nam hay nữ ai cũng có cái giá trị riêng. Các vị còn nhớ từ kinh gì hè? Đại Bát Niết Bàn, lúc Đức Thế Tôn sắp Niết Bàn rồi thì vua sẽ thế đấy mới cho hai cái vị sứ thần là Sunita và Vasaka đó. Sunita và Vasaka đến đi gặp Đức Phật hỏi ý nghe. Ở lúc đó ông vừa dám thương kính Phật, ông kính đến mức mười dính đi là không còn biết trời đất gì hết, ông chỉ biết có ngài thôi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến thương cái ngài, kể cả cái chuyện mà ông muốn đánh người ta đó ông cũng đến hỏi ngài. Thì ông biết là ngài sẽ không có trả lời, nhưng mà ông chỉ muốn nghe cái nhận xét của ngài là ông theo đó, và ông dẫn ông xong rồi đi thôi với bài thơ. Thì ông tính đánh với Sư Chi, thì lúc đó có ngài đang ngài đang đứng hầu Đức Phật. Thì Đức Phật khi mà hai sứ thần đến Bạch Thế Tôn vua rồi tới đó tính đánh với Sư Chi, mà cũng còn hơi do dự
mình ngại nên cử hai đứa con đến để thưa chuyện với Thế Tôn, để xin một lời dạy từ Thế Tôn. Thì Đức Phật không trả lời là nên đánh hay không nên đánh nghe, bởi vì khi mà nói như vậy là vô tình ngài đặt ngài vào cái thế phải chịu trách nhiệm chính trị, phải chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh quốc phòng của hai quốc gia. Ngài không có đấy, mà ngài chỉ hỏi ngài đang là cái câu hỏi của ngài đó, nó mang một ý nghĩa nhân văn rất là lớn, về tôn giáo rất là sâu sắc, về thế gian cũng rất là sâu sắc. Một đảng tuyên ngôn nhân quyền cũng được, mà một cương lĩnh chính trị thông minh bậc nhất cũng được, một thái độ sống cũng được, một trách nhiệm của một bậc đại giác nó đều cũng được. Đó là ngài hỏi nhà Anan, ngài chi Anan có nghe nói người dân xứ Bích Chi đó họ tôn trọng như người lớn tuổi có hay không? Dạ có, rồi có nghe. Người dân xứ Bích Chi đó họ đối với phụ nữ rất là lịch sự, rất là tôn trọng, có đúng không? Dạ đẹp phải. Người dân xứ Bích Chi đó họ cái gì cũng là lấy ý kiến của dân, lấy dân làm gốc, nói tôn trọng dân là tôn trọng thiệt chứ không phải là ba xí ba tú, nói vì dân cho dân mà coi dân như chó ha, nói là đời tớ của dân mà coi dân như là đời tớ của mình, cái đó là thứ dởm, cái đó là thứ trời đánh mà không nói. Ở đây là họ rất tôn trọng dân chúng, cái chuyện lớn chuyện nhỏ phải hỏi ý dân, tôn trọng dân, bởi vì dân là nước mình là thuyền nha. À, thì mình phải tôn trọng mình, dân nó nâng được mình thì nó cũng gì mình chết được. À, mình cứ đừng tưởng mình là ông cố nội người ta nhé, thông minh chút, giống con người chút đi, đại khái như vậy. Thì ngày trong đó có người đặc biệt đó là ngày hỏi người nghe đang một số đặc điểm, một số cái ưu điểm của siêu bách chi, mà mình giúp mình nó ngó lại đó thì những ưu điểm đó hôm nay nó được, mình có thể nó được là mình nhìn thấy những ưu điểm đó, rồi nó rõ ràng ở những cái sứ thông minh. Thế nhưng mà thấy hệ sự Mỹ này, Đức này, Pháp này, Thụy Sĩ này, họ to họ coi nặng, họ coi trọng người phụ nữ, họ đối với người phụ nữ không biết là cái ga lăng điểu là sao mình không biết, nhưng mà phải nhìn nhận là cái người phụ nữ ở mấy xứ văn minh được tôn trọng, trẻ con người già được tôn trọng, ở những xứ sở mà những cái người yếu đuối được tôn trọng thì xứ sở đó được xem là xứ sở văn minh này ha. Cho nên theo được tinh thần đại học ấy, cái sự mà lịch sự, cái sự tôn trọng đối phụ nữ đó là chuyện cần có và cần thiết lắm. Thì về kinh này nói đại khái là như vậy, sống ở đời mỗi người có một cái giá trị riêng, không có ai được quyền chà đạp ai. Điều thứ hai, cái nội dung căn bản điều thứ hai cũng về kệ này, đó là người nữ dù họ có ra sao đi nữa thì họ cũng là mẹ của tất cả hiền thánh và quân tử trượng phu trên đời, do đó chúng ta không thể mọi rệ mà cư xử của họ theo cách của Hồi giáo. Ok, đó là xong bài kinh. Bây giờ chúng ta tiếp tục một cái bài kinh nữa, đó là cái bài kinh chi ta, bài kinh không phóng dật. Bài kinh không phóng dật, bài kinh không phóng dật, cái chữ không phóng dật cái đây đó là cái chữ Appamattha đó. Đây tôi có một chuyện mà tôi nói hoài mà biết bà con có nghe không, là trong thời gian mà 30 năm trời mà tôi sống ở Việt Nam ấy, 30 năm tôi thấy là một điều, đó là chỉ có Phật giáo Nam Tông Việt Nam là mặn mà với cái chữ dễ vui như vậy, chứ tôi không, theo tôi biết tôi không thấy Phật tông họ dùng, biết họ, tôi không dám nói là có hay không nha, nhưng mình theo tôi không thấy là kinh sách Phật tông còn là quý thầy Phật tông có dùng cái chữ dễ vui. Tôi làm lạ để nữa nó đi đâu nó ra, chắc chắn không phải là do mấy ông tổ mình chế ra rồi, mà cái đó là nó là hiện tượng hiếm. Mấy ngày hồi xưa chắc thích xài hàng độc nè, cái Việt Nam này kêu là hàng độc, xài mà không đụng hàng nha. Chứ Việt Nam mà có cái chữ này nói chữ dễ vui thì nhiều người không biết, nhưng nói chữ dễ ngươi á, dễ ngươi người ta biết à nha, chữ dễ ngươi nói nghe nói người ta biết, mà không biết hồi xưa sao cái ngày ta thích xài chữ vui, dễ ngươi là cái ngày khoái chữ dễ vui được kể cái là hàng độc, không muốn đụng hàng. Nhưng mà tôi thì bây giờ tôi trở lại, tôi muốn xài cái đồ nào mà nó hơi
nó thấp một chút nha. Thì cái chữ dễ ngươi có nghĩa là dễ ngươi như là khinh lờn đó, khinh lờn. Thì ở đây Đức Phật ngày vua sẽ tới hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, ở trên đời này nè, cái tiêu chuẩn, cái chuẩn mực đạo đức để mà sống đời nó nhiều quá sức nhiều đi, bây giờ có thể có cách nào mà nói gọn được không, có cách nào mà để cho thiên hạ thái bình, người người nhà nhà đều được vui vui vẻ vẻ hả, mà nói gọn gọn thôi, chứ còn mà cái gì đâu mà đạo đức mà nói tôi sách vở, nói tôi tôn giáo thì cả rừng cả núi rồi nhớ hết. Cái mục đích là ông hỏi Đức Thế Tôn chứ có cái cách nào mà để thiên hạ thái bình, để thiên hạ an cư lạc nghiệp, nhà nhà vui vẻ, người người an vui an lạc, đừng có sầu khổ, có không, có cách nào nhỏ gọn thôi. Thì anh biết Phật biết ý ông muốn hỏi cái đó, biết Phật biết, biết Phật biết ý ông muốn hỏi cái đó, cho nên ngài mới nói gọn, ngài nói có chứ mà sao không, có một chuyện thôi, đó là không có dễ ngươi ấp mà đó. Thì ở trong chú giải nó giải thích không dễ ngươi làm sao, không dễ ngươi đây đó là ba cái thiện nghiệp ở trong trong cái câu trong trong chú giải đó, gọi là tinh năng cái giáo thu năng ba cái thiện nghiệp, đó là bố thí, rồi cái gì nữa trì giới, rồi cái gì nữa chỉ quán, chỉ quán gồm chung nha, ba cái này gọi là bố thí, trì giới và chỉ quán. Chỉ quán có nghĩa là mình lựa một cái đề mục nào đó mình tập trung vô trong đó, không hết ra biết hết, hết vô thở ra, hết vô thở ra à, thí dụ như vậy đó là chỉ. Còn quán có nghĩa là quan sát mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi ha, hồi buổi đầu vậy đó, rồi sau đó cái mình biết mình đang đang đi mà hãy có một cái gì đó bực mình à, biết đây là tâm sân hận nha, đang đi mà tơ tưởng cái gì đó, biết đây là tâm tham nha, đang đi mình nghe tiếng nhạc hay là tiếng chiên xào bên hàng xóm mình biết đây là vọng tưởng nha, đó là gọi là quán ha. Còn cái bố thí thì biết rồi, bố thí thì quý vị biết rồi, bố thí nó gồm có tài thí và pháp thí. Tài thí là chia sẻ cái vật chất của mình có cho người khác, bởi vì là phải luôn luôn nhớ rằng trái đất này nói chung, tài sản của mình, tánh mạng của mình nói riêng, nó giống như một ngôi nhà đang cháy, cứ khi mà ôm thì không có được, nhà cháy thì phải đem đồ ra khỏi nhà, thì cái cách đem đi ra khỏi nhà hay nhất đó là bố thí. Nói như vậy không có nghĩa là tôi suối có vị ăn đồ đó là cứ lo bố thí, không có lo cái khác, và tôi càng không có ý kêu có vị cúng cho tôi nhé, thì tôi giải thích cái chuyện bố thí cái này vậy, có nghĩa là nếu một người Phật tử mà hiểu đạo rồi họ sẽ thấy được cái 1001 lý do để mình tập bố thí. Thứ nhất, mình có ăn đồ ở kiếp với nó hay không, không, mình chết để lại cho đời nó xài, nó nói mình ngu nữa. Thứ hai, những gì mình có kiếp này là do đời trước mình bố thí, chứ không phải tự nhiên là sinh ra mình có, mình nghĩ ô tại tôi học giỏi rồi tôi đi làm tôi có job ngon rồi tôi có tiền, sai. Biết bao nhiêu người trên đời này họ cũng muốn có job ngon, họ cũng muốn được ăn học tới nơi tới chốn như mình, biết bao nhiêu người hả, rồi họ có được như mình hay không, biết quá là không. Như vậy rõ ràng rằng thì là những cái mình có là do đời trước, nếu bây giờ mình ăn tôm mà mình ăn lương trứng thì đời sau sanh ra thì sao, không còn thì cái khỉ gì đâu mà ăn nữa, ăn có ăn đời thôi dẹp không còn nữa, chỉ còn cái liếm la thôi. Cho nên lý do thứ nhất là phải nói là trước sau cũng phải bỏ lấy lại hết mà đi, thì nên đem theo mới giống như dọn dọn đồ ra khỏi nhà cháy. Thứ hai là đời xưa kiếp trước mình đã làm cái gì đó nên bây giờ mình mới được hưởng cái này, thì thôi mình cũng lễ lại mới để cho kiếp sau chứ. Là cái thứ ba, đối với một người hữu đạo mà nói thì dầu cho, tôi nhắc lại cái câu thứ ba này quan trọng này, đối với một người hữu đạo thì dầu cho cái chuyện bố thí mà nó không có đem lại quả báo thì cái chuyện đó cũng là chuyện nên làm, là vì sao, không phải nên làm là chuyện phải làm, là bởi vì một người mà hiểu đạo rồi thì họ không có lý do gì mà họ cứ khư 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 vậy em, bởi họ hiểu tất cả chỉ là phù du lão hóa thôi, phải nói thật, phải nói dù chúng ta có là giả dối, chúng ta có chân thật, chúng ta có tu không tu, chúng ta có nhìn nhận như vậy. Vạn vật cái đời này mình gọi là nó là tài sản của mình, là vì sao, nếu mình ngồi hiểu lại một chút, gác chân lên trán mình suy nghĩ, gác chân gọi là gác tay mình sẽ hiểu một chuyện,
đừng gọi là tài sản là vì sao, là vì đó là những cái phương tiện nó đáp ứng nhu cầu của mình đúng không? Thì bây giờ tôi cần cơm gạo để áo quần của tôi mặc tôi ăn, từ cái chỗ nhu cầu ăn mặc và ở đâu này, thuốc men ăn mặc ở thuốc men nó nảy sinh ra cái nhu cầu về tiền bạc, và từ cái nhu cầu tiền bạc nó nên nảy sinh ra cái chuyện mà tôi phải đi làm kiếm tiền, rồi tôi tích lũy tiền bạc trong các hình thức kinh doanh hay là gửi nhà băng, rồi từ đó nó mới hình thành ra cái khái niệm tài sản và sở hữu. Chứ nguyên thủy cái gốc nguyên thủy của cái khái niệm sở hữu đó, là nó đi từ đâu, là cái nhu cầu sống còn. Cái nhu cầu sống còn nghĩa là vì mình muốn có cái ăn cái mặc cái ở và cái thuốc men, cho nên mình mới tích lũy tài sản, mà tích lũy riết rồi lâu ngày đó, trong xã hội trong thế giới là người ai cũng coi cái chuyện đó là chuyện giống như là chuyện sanh tử tồn vong của mỗi người. À, chứ thật ra đó, người nghĩ vô vốn đó, cái tài sản nó chỉ có một giá trị duy nhất thôi, có nghĩa là nó cung phụng con người. Một cái tài sản thông minh là nó chỉ nhắm đến hai cái tác dụng, một là lo cho mình, là hai là hướng đến người khác. Chứ còn mà mình không thể nào một cái tài sản mà chỉ biết lo cho bản thân mình đó, thì tài sản này nó chỉ phát huy được một phần ý nghĩa và tác dụng của nó thôi nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là property, thứ hai là trị giá là sao, cái gì mình không muốn mình đừng gây cho người khác, kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân nhé, cái gì mình không thích mình đừng có gây cho người khác. Thì cái giới á, nó có tới 8.000 lý do để người ta phải giữ giới. Thứ nhất là giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, thời gian nó không đốt, một đống giới nó đều có ý nghĩa. Đầu tiên là không có làm cái điều mình ghét lên trên người cái chúng sanh khác. Mình không muốn ai giết mình, cướp mình, giật chồng giật vợ mình, sang đọt con gái của mình không muốn ai lừa dối mình. Để mình không muốn tiếp xúc với thằng say thằng xỉn, thì ngược lại mình cũng phải đó, mình không muốn những điều đó ở người khác, thì mình bản thân mình cũng phải như vậy. Và nó có tới 8.000 lý do, nó có tới 8.000 lý do để mà nó có tới 8.000 lý do để một người phải giữ giới. Thứ nhất, đối với một người hữu đạo, dầu cho cái chuyện giữ giới nó không có đem lại phước báo gì hết, thì với một người hữu đạo họ có thấy rằng tất cả những cái chuyện mà giới cấm mình làm đều là những chuyện không thể thực hiện đối với một người có nội tâm đạo đức. Đó là lý do đầu tiên nha. Một người mà có cái nội tâm đạo đức thì dầu không vì cái vấn đề mà nghiệp báo nghiệp lý ra đó, thì chỉ riêng một người có nội tâm đạo đức họ cũng không có làm được năm cái điều đó, không có làm những cái điều mà giới cấm. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì vấn đề quả báo nha. Hồi nãy tôi nhớ vào trong một bài kinh trước đây tôi có giải thích cái này, vì vấn đề quả báo. Tôi không có đủ lòng đại bi để mà tôi thương chúng sanh đâu, và tôi cũng không có đủ tàm quý để tôi tránh ác nghiệp đâu, mà tôi chỉ có một cái thôi, xin lỗi, tàm chứ không có đủ, cái thẹn mới bất thiện, tôi yếu lắm. Nhưng mà tôi cũng có may mắn tôi còn được cái quý, nên còn bị cái sợ. Bởi vì trong cái kinh nó sợ, nó có mấy cái trường hợp sau đây. Vì sợ những cái này người ta không dám làm ác. Một là sợ cái lương tâm nó cắn rứt. Tôi không có vụ này đó, lương tâm tôi nó không có đâu. Nhưng mà cái sợ thứ hai đó là sợ tiếng đời dị nghị. Cái này tôi có sợ chút chút. Cái sợ thứ ba là sợ pháp luật trừng trị. Cái này sợ nhiều. Rồi cái thứ tư là sợ bị sa đọa cho trong cái đời sau kiếp khác. Đó, hai cái sao là hai cái mà tôi ấn nhất, pháp luật và sa đọa. Còn cái thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị đó, một khi mà trẫm đã thích rồi thì trẫm cũng chẳng có thèm, các khanh nghĩ sao kệ các khanh nha. Nhưng mà nhà nó đỡ cái chỗ là mình còn sợ được hai cái sao. Cho nên tôi nói hoài tôi không sát sanh, không phải là vì đại bi mà vì tôi sợ, còn chút sợ. Tôi không phải là tôi chán luân hồi mà tại vì tôi sợ đọa, tôi biết thẹn với ác nghiệp mà tại tôi sợ cái quả xấu của ác nghiệp. Đó là nói thiệt tình không giấu, nói thiệt như vậy đó. Thì tôi cũng mong người khác cũng vậy. Với những người mà nhắm mình không có cái lòng, đủ cái lòng tự thẹn, không đủ cái liêm sĩ để tránh điều ác, thì là các ông cũng nhớ rằng ok, mình không đủ liêm sĩ nhưng ít ra đó mình cũng còn là chút sợ nhé. Đó là chúng sanh cũng vậy, cho dầu mình không đủ lòng đại bi để, nhưng cũng là mong nhớ dựng chỗ là mình cũng còn nhờ biết sợ
cho nó đừng có làm khổ người ta nhé. Giận lắm thì thôi nuốt vào lòng, nhiều lắm chửi lên trâu rồi tắt nhé. Chứ còn mà dai dẳng nhớ hoài cái chuyện đó thì tự mình lấy đá đập chân mình chứ gì hết. Cho nên cái không làm ơn nhớ dùng tất cả thiên tài, cả danh nhân, tất cả hiền thánh trên đời này, sở dĩ mà họ được là họ như là mình thấy là bởi vì họ có một đời sống tinh thần rất là ok. Mà đời sống tinh thần đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái khả năng tập trung tư tưởng. Chứ một cái đó mà lăn xăng lăn xăng á, hả, thì nó nghĩ ra được cái gì? Chứ đừng có nói chi mà đắc thiền đắc đạo nha. Cho nên cái thiền chỉ nó quan trọng ở chỗ đó, cái khả năng tập trung tư tưởng rất là quan trọng. Và cái thứ hai là tu quán. Quán là sao? Là cái khả năng quan sát cái bản chất và cái hoạt động của mình. Bản chất của mình là mình từ đâu mình đến, mà cái người thật sự của mình nó là gì, và cái thứ hai là mình đang hoạt động ra sao, mình đang xâm diện ra sao. Cái này quan trọng lắm. Đủ duyên thành thánh, mà hả, thiếu duyên thì tối thiểu cũng được an lạc hiện tiền nha, gieo duyên giải thoát cho đời sau kiếp khác. Cho nên đây là lý do thứ hai mà chúng ta bắt buộc phải tu thiền quán. Không biết tôi nói có nhanh lắm không, tôi muốn nhân cái bài kinh này tôi giải thích ba những bố thí trì giới nha. Chứ còn bố thí mà kiểu mà cúng đi con cúng có phước con trì giới đi con trì giới có phước con, cái kiểu đó nó chưa có tới. Mà tôi muốn hôm nay tôi muốn nhân cái dịp là tôi nói hết những cái điều mục, thật là cũng chưa có hết đâu, nhưng mà tôi cho rằng tối thiểu cũng phải là như vậy. Tối thiểu cũng phải là như vậy. Đó là lý do tại sao mình phải bố thí với trì giới và thiền chỉ và thiền quán. Thì Đức Phật này dạy rằng người gom chung ba này lại vào một chữ thôi, đó là chữ ấp ta mà đấy. Là không không nghĩ người, cái người nào mà tu được ba cái này nè thì được gọi là người không có nghĩ người nha. Không nghĩ người, không nghĩ người là vậy đó. Bởi vì sao? Là vì mình biết được là mình sẽ chết một cách bất ngờ, cho nên mình phải bố thí. Mình biết được rằng cái chuyện đời sau kiếp khác nó là một chuyện rất là bất trắc, cho nên mình cũng phải bố thí trì giới thanh thiền. Mình biết được rằng cái dòng sanh tử nó là một cái họa khổ, nó là cái nguồn khổ, nó cần phải được chấm dứt. Mà cái chuyện đầu tiên của cái ý muốn chấm dứt đó là phải là công đức, phải là ba la mật. Thì ba cái này nè, ba cái bố thí trì giới này nè, nó là cái nguồn cho tất cả các thiện pháp tích lũy cho đời sau kiếp khác nha. Cái ngay cả cái ba la mật ấy, là cũng phải là lấy cái gốc từ đây nha, cái ba la mật. Bởi vì phải nói rằng thì là có cái trí tuệ thiền quán đó, có cái trí tuệ mà từ thiền chỉ đó, thì người ta mới tin lý nghiệp báo, người ta mới biết được cái diễn tái sanh luân hồi, người ta mới biết được cái lý nhân quả, người ta mới biết được cái lý duyên khởi, lý tứ đế, là điều từ cái trí tuệ thiền chỉ và thiền quán ra hết nha. Rồi còn cái trì giới cũng vậy, không có trì giới thì coi như là tội ác nào mình cũng làm hết. Chỉ riêng cái tội ác nào cũng làm á là có bị hiểu nhầm là mình sẽ ra làm sao rồi. Rồi còn cái bố thí thì một người mà có một cái nội tâm, mà có một cái nội hàm á, có một cái đời sống nội tâm mà sâu rộng, là không thể nào keo kiệt được hết. Là cái điều một cái đó là cái chánh của cái phụ là gì? Khi thiếu phước bố thí thì tội ác nào mình cũng có thể làm, nhớ nha, cái này quan trọng lắm ạ. Là quan trọng lắm ạ. Có nghĩa là có một cái anh mà nhà giàu á, thì anh chỉ làm ác khi mà anh muốn thôi, chứ anh không có bị đẩy. Nhưng mà riêng cái thằng cha nghèo đó, thì trả thêm vụ nữa, tức là ngoài chuyện anh muốn ác ra đó, nó còn có đọc là anh phải ác nữa. Biết có bị cái phân biệt hai cái muốn và cái phải không? Cái anh nhà giàu đó, thì anh chỉ làm ác cho mà anh muốn thôi, còn cái anh mà nghèo anh vẫn còn có thêm cái là phải nữa. Thí dụ như mình thấy do nghèo nó chấp nhận nhiều cái chuyện trả lời nó phải lắm nha. Sao có hiểu? Thí dụ như bây giờ tôi một tháng mà tôi có 100.000 đô la đi, thì tôi làm ác đâu, tôi theo quý vị tôi làm ác được cái gì? Cái cơ hội đó tôi làm ác tôi để tôi sát sanh trộm cắp đó. Cái cơ hội đó tôi làm ác đó, nó ít hơn là cái cơ hội là của một người nghèo. Tôi nói nghe hiểu không? Nếu một tháng mà tôi có kiếm được 100.000 đô la đó, thì cái lý do tôi làm ác nó sẽ ít hơn là cái người nghèo, hiểu chưa? Tại sao mà mình chậm tiêu cái gì? Thí dụ như bây giờ tôi nói được cái đau lòng nha, tôi mà nghèo rồi đó,
chỉ cần tôi làm con gái mà có chút nhan sắc thôi, làm điếm tôi cũng phải làm nữa, đừng có để cho nó nói nặng lời nha, làm điếm cũng phải làm. Rồi người ta kêu tôi đi làm trong cái lò giết lò mổ heo tôi cũng phải làm, nếu mà đã lương cao tôi phải làm chứ. Yeah, không phải, tôi chỉ nói là dễ dễ làm ơn, dễ 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 làm ác, chứ không, tôi không có nói là nghèo nó làm ác. Để mà đơn thông minh dùm đi việc cha nào, có nghĩa là khi mình nghèo đó làm cái cơ hội làm ác nó nhiều chứ lắm. Tôi đã nói hết là tôi mà có chút nhan sắc mà chỉ cần nghèo quá mà má tôi bị bệnh không có thuốc, mà cái thằng làm đại gia nào mà nó bao bọc được tôi để cho tôi lo má tôi thì tôi phải làm biết hay không, làm chứ số không à. Rồi bây giờ nó kêu tôi đi buôn lậu ma túy, tôi biết tôi nói là gieo rắc cái chết cho người ta đúng, nhưng bây giờ bà già tôi, ông già tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi đang nằm ngáp ngáp mà không có tiền, bây giờ chỉ cần tôi đem cái cục bột mì trắng trắng đó mà tôi qua được cái cửa sổ này mà là mọi sự sẽ thay đổi. Theo các vị tôi có nên cầm hay không, theo các vị nghĩ rằng tôi có thể thoát được cái cầm bẫy đó không? Rất khó, tôi biết. Nói về Việt Nam, một ký lô là đã đủ đi dựa cột rồi, một ký lô là đã dựa cột rồi. Nhưng mà bây giờ các vị có biết cái cảnh mà má của tôi mà nằm ngáp ngáp trên giường không có tiền thuốc thang, các vị nghĩ tôi phải làm sao hả? Các vị nghĩ tôi phải làm sao hả? Các vị có biết cái cảnh mà nhìn người thân mình trên bàn mổ mà cả nhà không có tiền chưa? Đó, cho hôm người tàu á, người ông bà xưa có nói thế này, dạ không, một ký thì không đủ đổi đời, nhưng một ký thì nói là được Việt Nam á, với lực Singapore một ký là coi như là giữa cột á, Singapore một ký là giữa cột. Người ta nói là sợ nhất là kẻ anh hùng, thứ hai là kẻ cố cùng liều thân nha. Dạ, cố cùng liều thân có nghĩa là sao? Khi mà túng quá nó làm liều, đói quá đời quá nó phải bò đó, Việt Nam có cái câu đó đó, đói quá là kẻ nặng. Là cho nên cái bố thí nó quan trọng lắm. Nhiều khi nhiều người không biết, cứ tưởng bố thí nghĩa là đời sau không ra giàu có được hưởng thụ sung sướng, sai. Hiểu như vậy thì nó trẻ con lắm, nói thật. Nếu mà nghĩ là bố thí để mà đời sau không ra hưởng thụ là cái hiểu đó, hiểu rất là trẻ con, rất là ấu trĩ, rất là tào lao ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bố thí là thứ nhất là người hưởng đạo không có bỏng sẻ, tự nhiên nó bỏng sẻ, không cần nói đến quả báo. Thứ hai là nói về quả báo thì nhờ cái bố thí nó tạo cho mình cái điều kiện mà ông bà mình nói là cái khó nó bó cái khôn. Rồi có nhiều anh ăn gian nó nói là cái khó nó ló cái khôn, cái câu đó là làm cho ta nói một cái ý khác ha. Tôi nghĩa là nó kẹt quá thì nó sẽ tự nó sửa sở, nhưng mà tôi thấy cái câu đó nó không ghê mà cái câu mà cái khó nó bó cái khôn, nó giỏi bằng trời đi nữa mà nó không có tiền râu gì đó ha, là kẻ nào đi nữa nó cũng bị bế tắc. Là mời nhớ những cái đó nha, cái khó nó bó cái khôn là vậy đó. Cho nên cái phương bố thí nó quan trọng là chỗ đó. Nhiều khi mình sinh ra mình dễ cỡ nào dễ, nhưng mà tôi nhớ ông bà người tay ghét tay nó có một câu hơn, đừng bao giờ tự hào là tôi nghèo mà tôi diện vẫn dễ, mà phải tự hỏi là vì sao tôi dễ mà tôi vẫn nghèo. Cái câu này nên nhớ nha, đừng bao giờ tự hào là tại sao tôi nghèo, đừng bao giờ tự hào là dù nghèo tôi vẫn giỏi, mà phải tự hỏi vì sao giỏi mà tôi vẫn nghèo. Cái câu này nè là cái câu đáng để mình phải suy nghĩ. Bởi vì thật sự một cái người, tôi nói ra có nhiều người sẽ hiểu lầm, nhưng mà tôi vẫn không thể không nói, một cái người mà thành công rất là xã hội đó, trong đạo thì về mặt tinh thần như là ngoài đời đó, thì một người thành công phải là người có khả năng tối thiểu là biết lo chu đáo cho mình là người thân gần gũi của mình, đó được gọi là thành công. Chứ còn mình không có khả năng kinh tế, không có khả năng tài chính để mà take care bản thân và người khác thì người đó chưa được gọi là người thành công. Mà cái khả năng đó nó đến từ đâu? Đại phú vô thiên, tiểu phú vô cần, già mà giờ nứt đất ấy, thì đúng là do trời, còn là do nghiệp xưa, nghiệp cũ. Nhưng mà cái tiểu phú gia đình của mình còn có khả năng là xoay sở lắm, trước mắt là do mình xiên. Nhưng mà xiên thì xiên, chúng ta cũng nhìn nhận là nó không qua là cái xiên đó, nên nó cũng không qua cái phước được nha. Đây có nhiều người họ cũng muốn lắm chứ, muốn lắm. Tôi biết có nhiều tài nè, vừa tài vừa xiên mà vừa có lòng nữa ha, vừa có tài vừa xiên mà vừa có lòng, có đủ thứ về tinh thần, nhưng mà chỉ thiếu cái phước thôi.
thì cuối cùng họ cũng không đi về đâu nha ha. Ok thì ba cái này cộng lại được gọi là, không dễ ngơi nha, không dễ ngơi. À, và sẵn đây tôi cũng nói luôn, lỡ nói thì tôi rất là thương những người nghèo, cho nên sẵn tôi nói luôn, làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng phải giàu có mới là bố thí trì giới được. Làm ơn nhớ những cái đó, cái trì giới là không cần tiền đúng rồi đó, nhưng mà cái bố thí là sao? Khả năng đến đâu thì làm đến đó nha, liệu cơm gấp mắm, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Làm ơn đừng có buồn tủi rồi nghĩ rằng tôi nghèo không có gì cho. Sai, tôi có một trái chuối bẻ đôi cũng là vô lượng công đức, có ổ bánh mì bẻ đôi cũng là vô lượng công đức, trong cái khả năng mà mình có được nha. Hoặc là kẹt lắm đó, mình không có một đủ nửa ổ bánh mì để cho, thì mình cũng nên tạo điều kiện cho người khác ở bố thí, đó cũng là công đức nha. Chứ đừng rồi, tối thiểu nữa, nếu mà không thể tạo điều kiện cho người khác thì tối thiểu mình cũng có lòng tùy hỷ nha, tùy hỷ cái là vui theo, chứ đừng có nói nhà mà cứ ngồi than thì tôi nghèo quá tôi không có bố thí, tôi không có điều kiện bố thí, thì mấy ông sư cứ xuống và đánh phái mới đó không đúng. Nghèo thì làm theo cái khả năng nghèo của mình, thật ra bên đời này cũng chẳng ai mà giàu đến mức từ, nếu mà mình không muốn bố thí đó thì không có cái giàu nào có dư ra để mình bố thí đâu, nếu mình không có lòng. Và cũng trên đời mình cũng không có cái nghèo nào đến mức mà mình không có cái để mình bố thí, cũng giống như trên đời này cũng không có anh chàng ảnh giàu đến mức mà anh dư cho bố thí, cũng có đời này chỉ có đủ rồi là mừng lắm rồi nha. Rồi bài kinh tiếp theo là bài kinh bài kinh này bà con là tự 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 bài con bài kinh này bà con tự 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 mình tự mình coi không cần giải thích nha. Bài kinh tiếp theo này là cũng không cần giải thích nha, bài kinh này cũng không cần giải thích làm chi. Đại khái là trong kinh này các vị còn nhớ cái bài kinh 38 pháp an lành không, 38 pháp hạnh phúc đó. Trong đó cái câu kệ đầu tiên là không gần gũi kẻ ác, thân cận người hiền thiện đó, cái này nó quan trọng ghê lắm nha, quan trọng ghê lắm. Bởi vì đó mình cứ tưởng ấy, là cái chuyện mà mình chơi với bạn, cái gì mà mình gần gũi cái này người kia nó không quan trọng, quan trọng là bản thân mình có tu tập hay không, chỉ cần cái người kia mắc mớ gì mình. Mình nghĩ như vậy đó thì nó vừa đúng mà nó vừa sai, nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng ở chỗ là nếu mà mình không có cái lòng tu hành đó, thì dù mình đã gần Đức Phật cũng mạnh không mà mình có cái lòng tu hành thì dù cho mình ở xa Đức Phật hoặc là mình không còn duyên gặp Phật thì mình cũng có thể tu tập được. Đó, cái câu này đúng đúng rồi đó, nghĩa là không có lòng tu thì coi như là ở đâu cũng vậy, mà có lòng tu thì ở đâu cũng thế thôi, cái câu này đúng rồi đó. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta coi nhẹ cái tác động từ những người bên cạnh mình đó, cái này không có cái gì nhỏ đâu nha. Thì ở trong đây Đức Phật ngài mới dạy rằng đó là cái tạng lành đặng tốt đó, nó có một cái tác dụng nhất định đối với cái đời sống tinh thần của một con người. Được cái câu thường đó, mặc dù tôi nói lại tôi nhắc lại, mình phải có cái lòng tu mình mới tu được, không có cái chuyện người khác tu giùm cho mình đâu nha. Ở gần Phật mà mình không có muốn tu thì mình cũng trời ơi tôi cũng chẳng ra cái gì, mà ở xa Phật mà mình có cái lòng tu thì mình cũng tu hành ngon lành đúng. Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà coi thường cái môi trường, cái bối cảnh, cái điều kiện giao tiếp xung quanh. Vì sao? Vì sớm chài mà đã sớm chài thì nó tâm cá, mở làng nhang thì nó tâm trầm, là vậy đó. Hôm nay tôi nói hoài là ai mà về chợ lớn ý, mà đi ngang cái quãng đường, cái đoạn đường mà coi như là Hải Thượng Lãn Ông mà gần cái chùa, cái là chùa gì ta, cái chùa đó là chùa Ông Bổn hả? Phải chùa Ông Bổn, phải tôi nói sai đó, bị sửa giùm nha, có phải chùa Ông Bổn không? Cái đoạn mà Hải Thượng mà gần cái tượng Khổng Tử á, tức là mình nhắm mắt á, mình cũng nghe cái mùi thuốc đắc nè, chợ lớn ấy. Là vì nguyên cái đoạn đó là đoạn thuốc đắc, cái đoạn mà mấy cái tiệm thuốc đắc nó tiếp nối với nhau liên tục, cho nên nó là dầu muốn dầu không nữa mình lọt vô cái khu đó rồi thì tự nhiên
mình phải nhớ, phải nghe cái mùi thuốc bắc và tự nhiên phải nghĩ tới thuốc bắc, phải nghĩ đến thầy thuốc bắc, nghĩ đến các bài thuốc bắc, nghĩ đến cái chuyện uống thuốc bắc. Là như vậy đó, giống như người ta lại đi xe đò miền Trung mà đi nghe Phan Thiết đó, là tự nhiên nghe cái mùi nước mắm, lại là vậy đó. Giờ mình không muốn thì mình cũng vẫn phải nghĩ đến nước mắm, nghĩ đến chuyện ăn nước mắm, nghĩ đến những người làm nước mắm, nghĩ đến chỗ làm nước mắm, là đại khái nói chung là nhớ về nước mắm, và cả tâm hồn mình lúc đó là tràn ngập nước mắm. Thì mình ở gần với người hiền người thiện cũng vậy, mình ở gần với người thiền định thì mình rất là dễ dàng nghĩ tới thiền định, nghĩ đến chuyện tu tập thiền định, nghĩ đến cái người tu thiền định, nghĩ đến các phương pháp tu tập trao về thiền định. Mình nói gần trong kinh kinh trong chú giải A Di Đà nó nói rõ thế này: muốn trao dồi cái thiện pháp nào, đó là tính là tánh là niệm là định là tuệ nè, muốn trao dồi thất giác chi nè, muốn trao dồi năm quyền nè, thì chuyện quan trọng là mình phải ở gần cái người mà họ mạnh cái đó này, cái này mới quan trọng nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn trao dồi chánh niệm, em đi đứng lúc nào cũng mindfulness, lúc nào cũng mindful, lúc nào cũng trong sự tỉnh thức, trong sự ý thức, mà mình nói về cái người lăn xăng chụp giật thì rất khó. Trong khi đó mình nhìn thấy ngày Kim Triệu, mình nhìn thấy ngày Ba Úc Sayadaw, mình nhìn những cái hành giả, những thiền sinh này trong các thiền viện, mình chỉ vừa nhìn cái tứ cái đi của họ là tự nhiên mình nhớ liền, mình thấy họ là mình nhớ tới chánh niệm, mình nói chết cha, mình đang quên mình nha. Nhớ liền, thử đi, ai đi thiền viện thì đi, mình nhìn thiền sinh thiền sư là tự nhiên mình nhớ liền, tức thì mình thấy mình là đang phóng dật, đang thất niệm nha. Trong khi đó mình ở gần với người thất niệm thì mình đâu có nghĩ về chuyện đó đâu. Cho nên ở trong bài kinh này đó là nói đến cái chuyện gì, đó là sống mà gần gũi được cái người lành ấy thì mình chỉ có lợi không có hại. Trong kinh nói thà làm bạn, thà là kẻ thù của người trí chứ đừng có làm bạn với người thiếu trí là vậy đó. Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm. Con người mình nó phải ra làm sao thì mình mới thân cận được người trí, con người mình phải thế nào á thì mình mới kết hợp, mình mới tương thông được, mình mới liên lạc được với cái người đàng hoàng nha. Có nghĩa là trước khi mà anh có được bản lành thì bản thân anh cũng phải là con người, bạn là người lành rồi. Khi mà anh thích được như từ anh vô tình mình tôi nói, mình nếu anh có lòng, anh cố ý mà anh thân cận người lành đấy thì bản thân anh đã làm hết 100% rồi nha. Cho nên khi mà ngày anh em ngày nó thưa chuyện với Đức Phật, nó bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng một nửa cái đời sống thịnh hạnh, đời một nửa cái đời tu này là có gắn liền với bạn bè, Đức Phật nói không, không phải một nửa mà là toàn bộ. Vì sao? Là vì cái chữ bạn bè ở đây đó, Đức Phật nói theo nghĩa rộng, làm sao là tất cả những người nào mà mình thường xuyên gặp gỡ thì đó là thầy bạn của mình, đúng. Mà những cái tư duy, những suy nghĩ nào mà nó cứ quẩn quanh trong đầu mình, những cái đề tài suy nghĩ nào mà nó quẩn quanh trong đầu mình á, thì cái đó cũng gọi là thầy bạn của mình nha ha. Từ đó trong kinh mới có một cái chữ đó là tâm na đuốc tí à kè. Là kẻ làm bạn với ái, có nghĩa là sao? Có nghĩa là suốt ngày mình sống mình cứ như tao tưởng mình muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, nghĩ gái, nghĩ đến trai, trai nghĩ đến gái, thì trong trường hợp nó được gọi là tâm hà đốt tí giặc kè. Có nghĩa là cái người thường xuyên làm bạn với ái, có nghĩa là sống gần gũi với ái dục đó. Thì bây giờ hôm nay trong điều kiện sinh hoạt của thế giới hôm nay, chúng ta thấy có internet nè, có sách báo nè, có báo chí, có sách vở nè, thì cho dù mình ra mình đóng cửa không gặp ai, nhưng mà mình cứ vùi đầu vào trong những cái thứ đó thì cũng gọi là mình đang làm bạn, mình đang có một số bạn bè. Thì nếu đó là những cái cuốn sách hay, những bài báo hay, những cái website hay, thì đó là những người bạn lập nha. Còn nếu mà đó là những cái trang web tầm bậy, những cuốn sách tầm bậy, những bài báo tầm bậy, những tin tức tầm bậy, thì đó được gọi là những người bạn xấu nha. Cho nên ở đây đó, mình phải nhìn nhận rằng cái gì mà nó gần gũi mình nhất, cái gì mình thường xuyên tiếp xúc quan hệ liên lạc nhất, thì đó chính là thầy, là bạn của mình.
và cái người bạn nào mà mình càng tiếp xúc, mình càng gần gũi ấy, mà cái thiện pháp của mình ấy, cái lòng lành của mình, cái đạo tâm của mình ấy, nó phát triển ấy. Thì cái đó được gọi là bạn lành, được gọi là minh sư, thì là thiện hữu nha. Còn cái gì mà mình càng tiếp xúc, mình càng gần gũi một con người mà nó càng bệ rạc, nó càng hư đốn, nó càng dồi bọ hơn, thì cái đó được gọi là xấu nha. Bạn xấu là thầy xấu. Không biết tôi nói có nghe kịp không? Cho nên cái mình nó sâu chỗ đó, tức là toàn bộ Phật pháp của Đức Phật ấy, là ngài thuyết giảng cho cái người có bạn lành chứ không phải thuyết giảng cho cái người có bạn xấu. Làm sao là ngài chỉ thuyết giảng cái đạo này cho cái người nào mà họ chỉ thích thân cận người lành và họ chỉ sống trong cái điều lành nha. Thì đó được gọi là cái người có bạn lành. Còn cái người mà thích chơi kẻ xấu, thích suy nghĩ chuyện bất thiện, thích làm chuyện bất thiện, thì cái kẻ đó được gọi là kẻ có bạn xấu. Và cái kẻ đó không phải là cái đối tượng để Đức Phật thuyết giảng chánh pháp nha. Đức Phật chỉ thuyết giảng chánh pháp cho cái người có mắt muốn nhìn thấy, có tai muốn lắng nghe, có cái trái tim phơi mở, có một cái trí tuệ sẵn sàng để mà nhận thức. Chỉ là Đức Phật không có thể nào là thuyết pháp mà người độ cho những cái người mà vô duyên, vô phần, vô hạnh được. Phải nhớ cái đó. Chư Phật thì thương hết chúng sinh nhưng mà không thể độ hết chúng sinh, là vậy đó. Cho nên mình nói Phật môn bất độ vô duyên nhân. Phật môn dù mà bao la cách mấy cửa Phật là bao la nhưng mà không có độ được cái người có duyên. Là chỗ đó. Cho nên đó, mình muốn có được bạn lành thì trước hết mình phải là cái người như thế nào, mình mới có thể gần được bạn lành. Mà chưa hết, muốn có được bạn lành thì mình phải là người lành, để chi mình mới có khả năng nhận thức được người lành. Khi mình không phải là người lành, không phải là người thiện, thì thứ nhất là mình không nghĩ đến chuyện gần người thiện, không tha thiết, không mặn mà với người thiện. Thứ hai là có gặp họ mình cũng không biết, vì nó không có cùng cái tần số, mình không biết được cái password của người thiện, thì làm sao mà mình đi vào cái account của họ được nha. Cái đó quan trọng lắm nha. Cho nên mình phải biết cái password nữa. Ví dụ như bây giờ Đức Phật ngày thuyết pháp cho mình, ngày sau ngày nói ngày rạc là mình đắc liền, bởi vì ngày biết cái password của mình, ngày biết cái passcode của mình. Mình cũng vậy, mình đến với Phật pháp mình phải biết được cái password, cái passcode của Đức Phật, của chư hiền thánh chứ. Mình phải có cái khả năng tương thông, liên thông với hiền thánh. Ok, mình sẽ mở lòng ra, các vị có nhớ không? Mưa trên trời rơi xuống không có phân biệt nơi chốn nha. Nhưng mà không phải cái chỗ nào nó cũng đón nhận được cái lợi ích từ cơn mưa. Thí dụ như cái sân xi măng, gọi là cái tấm ni lông, tấm bạc, mưa rơi xuống rộng lát sau những cái sân xi măng hay cái tấm bạc nó khô đi, không để lại dấu vết gì hết. Nhưng mà cái cơn mưa ni này, khi mà nó đổ xuống một cái miếng đất mà đã được dọn dẹp nhẹ, cỏ gai sạch sẽ ha, đã được gieo trồng hạt giống, đã có sẵn phân phối ngon lành, bây giờ mưa nó xuống một cái là coi như là ăn chim lợi lạc nha. Trong khi đó mình là một miếng đất chưa có sẵn sàng thì mưa xuống cũng trơ quét thôi, mình chưa có dọn lòng ha, thì coi như là mưa pháp và trút xuống thì mình cũng không có nhận được. Mà mình có gặp được cái bậc hiền trí thì mình cũng giống như cái muỗng hay là con ngồi canh vậy thôi. Cho nên cái bài kinh thì nó sâu chỗ đó đó. Nó sâu chỗ đó. Cho nên là tôi hãy có thời gian, có điều kiện tôi làm một lèo luôn nha, để bữa nào mà tôi bận cái là tôi cũng không có hành. Để tiếp theo là bài kinh không con. Bài kinh không con, bài kinh không con tiếng Pali kia là kinh gọi là Aputaket, là không con. Kinh Aputaket, Bút đó là con nhé, Bút đó là con. Aputaket đó là tuyệt tự, Aputaket là tuyệt tự, là không có con kế thừa. Aputaka đó là tuyệt tự, là cái kẻ tuyệt tự, là không có con kế thừa.
thì cái bài kinh này bà con tự 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 coi hát, tức là vua 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 đi đi xung canh một cái gia tài, vua đi xung canh với gia tài của một ông triệu phú mà coi như là ông keo kiệt, coi như là không có tưởng tượng được. Thì chúng ta biết rằng trên đời này có bốn hạng người. Viết cùng tôi đi, trên đời này có bốn hạng người mà có bốn cách sử dụng về cái tài sản. Một là rộng với mình mà hẹp với người, rộng với mình rộng với bản thân nhưng mà hẹp với người. Rồi có kẻ đó thì rộng với người mà hẹp với mình. Có nhiều người mà bản thân mình nên thì xài cái gì cũng được hết á, mà cho người ta một chút cho không nổi. Nhưng mà trong đời của tôi có gặp cái mẫu người ngược lại, là bản thân họ đó thì họ không có dám xài, họ xài cái gì họ cũng tiếc cái, họ nói họ thấy họ không có xứng đáng cái đó, là người đó là của họ. Nhưng mà khi đụng chuyện mà phải xài với người khác đó, thì họ xài rộng tay, họ xài mạnh tay lắm, xài rộng lắm. Trong đời tôi cũng gặp một số người như vậy, bản thân họ thì họ kể họ sống kiêng khem, họ sống coi như đạm bạc đơn giản đến mức mà coi như là tối đa đó, nhưng mà đối với người khác rất là rộng. Rồi cái hạng thứ ba nó là đối với mình, đối với người đều đều rộng. Và rồi hạng thứ tư là đối với mình với người đều đều hẹp, có nghĩa là mình kẻ với mình kẻ với người khác luôn. Rồi cái hạng thứ ba đó là với mình cũng xả láng mà đối với người khác mình cũng xả láng luôn. Còn hai hạng trước đó thì mình cứ trái qua trái lại. Cái hạng thứ nhất cái là rộng với mình mà hẹp với người, cái hạng thứ hai là rộng với người mà hẹp với mình. Thì ông triệu phú này nè, ổng là cái loại hạng thứ tư, là hẹp với mình mà cũng hẹp với người, có không dám xài và cũng không có muốn xài cho ai. Mà ở đây trong bài kinh này nó có một số cái chi tiết mà mình phải để ý, có nghĩa là phải nhớ mình sẽ chết để mà buông bỏ trước khi mà mình để lại trong vô thức. Bố thí là buông ra một cách có ý thức, còn mình chết mình để lại đó là coi như mình bỏ lại, mình bị mình nó vuột ở tay của mình. Thì cả hai cái này mình nghĩ cái này hay hơn, một cái là trao ra một cách có ý thức, còn một bên là nó bị vuột khỏi tay mình bởi cái chết của mình. Thì dĩ nhiên là cái trao ra có ý thức nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa hãy nhớ rằng nó là chợ bố thí là phải liệu cơm gấp mắm nha, chứ còn nếu mà mình không kéo đó mà mình cho ra mà mình tiếc đó, thì mai mốt đời sau đó sinh ra cũng giàu có nhưng mà không có dám hưởng. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng nha, trước khi cho đó là phải liệu cơm gấp mắm, phải tính phải định cho chắc ăn là đã đưa ra ra nó là đúng người đúng chỗ ha. Chứ nhiều khi mình ở hứng hứa tầm lum đó tới hồi mà mình bố mình sau đó nó mình không có thực hiện lời hứa thì nó kỳ quá, nó hèn quá, mà trao ra thì nó tiếc của. Trường hợp được tôi biết có nhiều người họ cao hứng á, tiền giữa đám đông như như ông triệu nó bây giờ chùa đang cần 30 triệu để làm cái gì đó, là vô ta vô chân con tình nguyện tùm lum hết. Tưởng sao về tới nhà nó ngồi nghĩ lại, thấy con nó xin cái iPhone 5 mà chưa cho nó mà bây giờ đem đi đưa cho chùa, là thưa ông thêm nó không biết chùa có sử dụng đúng cái gì của mình hay không, hay là sử dụng có cái gì mà nó thất thoát. Rồi cái thứ ba nó là có lời âm tiếng ve à, nghe người ta nói nọ nói kia về chùa về nó ông sư này nọ, cái mình cũng tiếc của. Rồi cái thứ tư nữa nó là tự nhiên lúc mình nghe cái tin đồn có cái chùa nào khác còn tội hơn chùa này nữa, nghèo hơn chùa này nữa, chùa này không có mình thì còn có người khác, còn cái chùa kia là coi như bây giờ không ai cho hết, vân vân và vân vân. Rồi cái mình cứ nghĩ vậy là vân vân tiếc của, mình tiếc cái số mình cúng, thì như vậy là không có tốt nha. Mình phải làm sao mà để trao ra rồi là chỉ có hoan hỷ, một tệ đó trao ra rồi là quên luôn, còn khá hơn chút là trao ra rồi mỗi lần nhớ lại phải hoan hỷ. Cái điều thứ ba là điều đại kỵ, trao ra rồi nhớ lại lần thủy tiết là cái kỵ, tốt nhất là làm xong mình nhớ lại hoan hỷ. Rồi cái thứ hai làm xong quên luôn, còn cái thứ ba là cái tệ nhất, mỗi lần nhớ lại thấy tiếc thấy xót của. Thì như vậy đó thì đời sau sinh ra cũng giàu có nhưng mà hưởng được
đó, cái này nó cũng cao siêu nha, cái này đáng lưu ý cái đó, đáng lưu ý cái đó. Đức Phật dạy rằng mình sống một cái cuộc sống mà có ý nghĩa là làm sao? Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống có ta và có người. Các vị còn nhớ bốn cái cách mà sử dụng tài sản theo trong của người cư sĩ theo trong kinh luôn. Một phần tư á, là để trả nợ cũ, có nghĩa là lo cho cha mẹ và người ơn của mình. Một phần tư á, cho vay nợ mới, có nghĩa là lo cho vợ và con, bạn bè. Một phần tư á, thì đem luyện bỏ, có nghĩa là mình xài cho bản thân mình. Một phần tư á, thì chôn để dành, có nghĩa là đem đi làm phước. Đó là một người cư sĩ mà coi như là best one á, một người cư sĩ mà sống coi như là có ta có người đó, là phải là như vậy. Mỗi thứ là tài sản phải chia cho chia bốn nha, một nửa là trả nợ cũ, một nửa cho vay nợ mới, một nửa thì xài cho bản thân, và một nửa là để dành cho đời sau kiếp khác. Mình ăn cũng phải trừ cái hột để đem đi trồng, chứ còn mình quất sạch hết là đời sau lấy gì ăn. Thì cái bài kinh này nó có thể dạy có những người sống ở đời này nó họ giống như cái giếng vậy đó, cái giếng của cái hồ, có những cái giếng cái hồ mà cái ý nghĩa cái gì của nó đem lại lợi lạc cho nhiều người rất là nhiều. Nhưng có những người cái sự giàu có của họ nó giống như một cái hồ nước đầy mà nằm trong cái chỗ hoang sơn giả lãnh, không giúp được ai hết. Thì mình tưởng tượng đi, cái giá trị của một con người nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ là anh ta trao ra cho đời được cái gì, chứ không phải là anh ta nhận được cái gì từ cuộc đời. Tôi nhắc lại, cái giá trị của một con người nó không nằm ở chỗ anh ta nhận được cái gì đâu, mà nó nằm ở chỗ anh ta có khả năng trao ra cái gì. Nếu mà nói về vật chất anh ta phải hiểu như vậy đó. Cho nên không có gì buồn cho bằng sống trong cuộc đời phù du này mà cứ tự mình làm nô lệ cho những thứ mình có. Tôi nhớ tôi có đọc một cái câu dân ngôn của Canada, nó có số kỳ ghê. Các vị còn nghe không? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Trời ơi, số kỳ vậy ta, để xuống ra đây. Có nghĩa là sao? Tiền bạc tài sản nó là cái phương tiện, là cái công cụ để mình làm việc ở đời, nhưng mà có nhiều người thì họ trở thành cái công cụ, cái tài sản ở công cụ cho chính công cụ. Tôi nhớ có hai câu này nè, là câu thứ nhất là họ nói con người sinh ra nó là để được thương, con người sinh ra là để được thương, còn đồ vật ấy, được tạo ra đó là để được sử dụng. Nhưng mà thế giới hôm nay nó đã ngược lại, con người đó thì bị sử dụng và các tài sản thì được yêu thương. Tôi quên nguyên văn cái câu tiếng Anh rồi, tôi chỉ nhớ hai cái đoạn, hai cái chữ rồi. Có nghĩa là con người mà được sinh ra đó là để được yêu thương, và đồ đạc phương tiện vật chất được tạo ra để được sử dụng. Nhưng mà thế giới này nó đã đi ngược lại, là con người thì bị sử dụng mà cái vật chất thì được yêu thương. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tiền bạc tài sản, tài sản là nô lệ tốt nhưng là ông chủ xấu. Không biết các vị có hiểu câu này không? Có nghĩa là khi mà mình coi tài sản nó chỉ là phương tiện để làm việc ấy, thì nó là đứa nô lệ rất là tốt. Nhưng mà khi mình thờ tài sản lên đầu của mình ấy, thì không được. Tài sản nó không thể nào nó nằm trên đầu mình được hết, nhớ nha. Cho nên tài Mỹ họ ăn câu thế này, nó tài sản là nô lệ tốt nhưng là ông chủ xấu là như vậy đó. Có nghĩa là khi nào mà mình để nó lên đầu mình là thua rồi, lúc đó con người mình hết xài rồi nha. Cho nên nó là nó chỉ là nô lệ của mình thôi, chứ còn nó không thể nào nó ngồi đầu mình được hết. Bởi vì nó mà nó điều khiển mình thì coi như người mình hết xài rồi. Ok, cho nên cái giá trị của một nó bên cái bài kinh này tôi giảng một cách là tôi trích dẫn rất là nhiều cái danh ngôn, rất là nhiều cái ý tưởng để cho quý vị nhớ ha. Một là
cái giá trị của một con người nó nằm ở chỗ anh ta trao ra được cái gì chứ không phải anh ta nhận được cái gì. Thứ hai là con người sinh ra để được yêu thương và vật chất là để được sử dụng chứ không thể phải là ngược lại. Cái thứ ba là tài sản nợ nô lệ tốt nhưng mà làm một ông chủ chủ xấu. Đại khái. Và một cái điều nữa đó là phải nhớ rằng là trước khi mà trao ra là con liệu cơm gấp mắm để không có lòng hối tiếc nha. Rồi một điều nữa đó là một người hiểu đạo dầu không có biết dầu không màng, một người hiểu đạo dầu không có màng đến vấn đề mà quả báo đời sau kiếp khác là tôi sẽ được giàu có vân vân thì họ cũng vẫn phải bố thí. Cái điều đó là điểm tự nhiên, cũng giống như mình múa thì mình phải gãi vậy đó. Tôi biết tôi nói thì nhiều người không đồng ý, nhưng mà tôi có nói thiệt, cái người mà những cái chuyện người ta múa mà phải gãi thì nó rất là bình thường. Thì cái người hiểu đạo đó, cái chuyện bố thí họ nó giống như họ gãi vậy đó. Thì họ không thể nào mà họ chịu nổi, họ chịu không nổi, họ không thể nào họ chịu nổi cái cảnh mà giúp được người ta mà mình không giúp. Cái lòng lúc cái tâm của họ nó bị ngứa, cái tâm của họ nó bị ngứa. Thương được người khác mà không làm một cái gì để một cái động tác, một cái động thái nào hết thì đối với họ cái tâm họ nó bị ngứa, họ phải gãi, họ phải gãi bằng cách họ làm cái gì đó cho người khác. Còn mình thì sao? Mình thì một là không thèm làm, hai nó làm rồi thì tiếc. Và cái việc luyện thiện của mình á, mình làm giống như nói gần như là buôn bán vậy đó. Vì mình làm điều thiện là vì mình muốn hưởng cái quả báo. Thì cái này không phải là tôi chê, nhưng mà phải nói cái đó là thiện mà như vậy là chưa khác. Cái thiện nó phải đánh cái mức giống như cái phản xạ vậy đó. Mình thấy như bà mẹ nó thương con á, con muốn là đã đưa ra nó không có hề nghĩ ngợi xa xôi. Còn khi mình trao ra cho bạn bè bắt đầu có tính toán rồi, mình trao ra cho hàng xóm bắt đầu có tính toán rồi, mình trao món đồ cho người bạn cùng sở, trao cho ông sếp của mình, ông boss của mình là bắt đầu có tính toán. Nhưng mà bà mẹ nó trao ra cho con nó không có nghĩ gì, mà trao ra theo phản xạ, biết con cần người ta đưa ra thôi. Vậy thì cái vị Bồ Tát là một người mà đối xử chúng sinh bằng cái phản xạ, có nghĩa là nó cần thì giúp nó cần thì cho. Bồ Tát nói, Bồ Tát làm, Bồ Tát suy nghĩ đối với chúng sinh bằng cái phản xạ của thiện pháp tự thân, không có công đông đo đếm như là phật phu. Thì cái dĩ nhiên cái gì mình nói trên mây thì coi như là chắc mình làm nó nổi rồi, nhưng mà học đạo nó học cho nó hết nha, học cho nó hết. Ok, bây giờ là đã quá nhiều rồi, bữa nay là tôi làm chắc cả chục bài rồi. Hẹn bữa nay là biết thứ mấy nữa, bữa nay là thứ năm, xin hẹn lại các vị ngày thứ bảy. Tôi rất là mừng, mà các vị biết, các vị biết tôi vui nhất là ngày nào không? Tôi vui nhất là ngày thứ bảy. Bởi vì sao cái ngày thứ bảy đó là tôi nghĩ được rất là lâu, tôi nhớ được thứ nhật, thứ hai nha. Bởi nhiều khi mình có dịp mình làm điều đó cũng là cái vui, mà có nhiều khi mình né được cái điều lành nó cũng là một cái an lạc. Ok, xin chào chị Thu Đức. Và tùy duyên đi, cái câu hỏi định giải khả định, khả định nên là tùy duyên. Mà cái câu hỏi mà tôi không muốn, nó là bạn hỏi hay là thù hỏi nữa. Cái câu này quá.